Rồi, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nhé. Cái bài hát ấy là một bài hát là một bạn, vâng,
Dũng Mến mình vừa gửi lại cho mình qua Messenger để mà phát lại trực tiếp cho các bạn nghe. Bài hát này hiện nay rất hay, bà mẹ Việt Nam và bà mẹ của chúng ta nhân ngày cái lễ Vu Lan này. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua vượt qua. Nước sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng thôi cho đi xu lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tiếng hiên ngang tiếng hùng ca người sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển, nước ra màu nắng tươi giòn thêm anh thép. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa vơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai, chân đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắm về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu. Sóng dù mỗi tình đời thủy thủ càng thêm yêu, thấy con tàu xa con tàu xa thôi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai. Sóng dù mỗi tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa. Rồi, mời Lưu Ly lên cùng trao đổi. Lưu Ly đọc cái đầu đề của mình rồi. Rồi, xin chào. Bây giờ này, tất cả các bạn nghe tôi nói cho có rõ không ạ? Vâng, nghe rất là rõ. Em vừa cắm cái tai nghe. Hôm nay á, tức là cũng rất nhiều người nói về vấn đề coi như là ở cái khu vực bãi tư chính rồi đúng không? Thì cái khu vực bãi tư chính là thuộc thềm lục địa của Việt Nam, và nói chung là nó thuộc quyền đặc quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái vấn đề này chúng tôi phân tích nhiều rồi mà tất cả các bạn đều đã biết. Nhưng cái vấn đề tại sao ở cái thời điểm này, đấy, cái thời điểm nhá, Trung Quốc tức là mới đưa cái tàu HD8 và một số cái tàu
hải cảnh của Trung Quốc vào coi như là để quấy nhiễu cái khu vực Quảng Trị Chính ở cái thời điểm này. Thì anh muốn là anh cùng với Luli phân tích tại sao cái thời điểm này như thế. Thì anh nói mở đầu cho tất cả các bạn, cái vấn đề là ở chỗ là cái dàn thăm dò dầu khí 14.000 tấn, cái tàu 14.000 tấn đấy, thì trước kia thì đã có cái sự hoạt động thăm dò dầu khí ở cái khu vực bãi Trị Chính rồi. Ví dụ như mình đã cho Ấn Độ là cái công ty EFZ gì đấy của Ấn Độ và cái công ty Lesoil của năm ngoái của Tây Ban Nha. Chào tất cả mọi người nhé. Rồi thăm dò dầu khí ở cái khu vực bãi Trị Chính, nhưng dưới sức ép của Trung Quốc, mình nói thật ra dưới sức ép của Trung Quốc thì những hai cái công ty đó đều rời khỏi đấy, cái khu vực bãi Trị Chính. Nhưng mà tại sao ở trong những thời điểm này đấy, mình lại đưa cái tàu, tức là cái giàn khoan 14 để mà tức là ra để mà thăm dò dầu khí ở khu vực bãi Trị Chính đấy, thì mình phải cái qua đây mình mới nói là cái giỏi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ mình đấy, cái quyết tâm của mình ở cái nhất là ở tất nhiên về cái chuyện biển đảo thì mình cũng nói rồi, nhưng ở cái khu vực bãi Trị Chính đó. Thì bây giờ xem ý kiến của Nguyễn Ly về vấn đề này như thế nào. Ok, xin mời em. Thì ý kiến của em thì nó đơn giản như này thôi anh. Em thì làm nay rất nhiều về cái vấn đề bãi Trị Chính. Và em cũng luôn nói rằng là đúng là Đảng và Chính phủ ta đã có được cái nước đi. Thực ra thì ở trên Biển Đông ấy, người ta gọi là cả một ván cờ. Và ở trong cái bãi Trị Chính đó, nó là một cái nước cờ. Thì trong cái nước cờ này đấy thì ta rất là khôn khéo khi đã chọn đúng vào thời điểm cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nó gay gắt nhất. Thì khi đó chúng ta đưa ra, chúng ta đưa giàn khoan ra, nhưng ở đây đấy, là chắc chắn ta, khi ta đưa ra là ta đã biết được rằng khi mà Trung Quốc với Mỹ nó đấu ngược nhau như vậy đấy, thì chắc chắn Mỹ sẽ ủng hộ ta. Đấy là một cái điều thứ nhất. Và trong khi mà ta đưa giàn khoan này ra thì ta lại hợp tác với Nga, ta lại được cái cả Nga cái đối tác ủng hộ lần nữa. Này, tôi nói các bạn là... Và lần này và cái kết quả thì chúng ta đã biết được là toàn bộ các bộ ngoại giao của các nước trên thế giới đều ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam ở khu vực bãi Trị Chính này. Và khẳng định nó nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và coi hành động của Trung Quốc là một cái hành động, người ta quan ngại cái hành động của Trung Quốc là hành động khiêu khích. Chính vì cái điều này là Trung Quốc lần này nó bị đưa vào một cái thế nó rất là yếu. Và cuối cùng đã gần như là phải chấp nhận thất bại trước dư luận quốc tế, cũng như những cái tác động xung quanh cái vấn đề kinh tế của Trung Quốc và Mỹ. Thế thì khi mà Trung Quốc nó là một cường quốc, cho nên là cái tư thế của nó đấy, khi mà nó rút, nó chấp nhận là ở do một cái lý do nào đó nó rút tàu HD8 này ra khỏi cái khu vực tranh chấp đó, cái khu vực đó, thì em đã tưởng tượng ngay là thế nào Trung Quốc cũng sẽ có cái nước theo, bởi vì là nó đơn giản nó là một nước lớn, nó không dễ dàng chịu thua thiệt như thế. Anh đồng ý em điểm đó. Có nghĩa là cái tư tưởng của một cái nước lớn ấy, khi mà bị gọi là thua, gọi là lấm lưng trắng bụng như vậy đấy, là người ta rất khó chịu. Và chắc không, chắn là cái bước đi tiếp theo không bao giờ Trung Quốc chịu. Và y như rằng là Trung Quốc vừa điều cái tàu HD8 lại quay trở lại. Có nghĩa là dạng cố đấm ăn xôi. Thế thì rất nhiều những cái bài nói chuyện trên YouTube mà em cũng đã nghe qua thì đều khẳng định được là đây là một cái mưu đồ hoặc là những cái âm mưu rất thâm hiểm của Trung Quốc. Thế nhưng mà em thì lại có một cái cảm giác nó khác. Đây là em đưa ra cái nhận định hoặc cũng như cái dự đoán của em. Thì chắc chắn là Trung Quốc nó cũng biết được rằng bãi Trị Chính này là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và hiện nay đang được các cái dư luận quốc tế nó rất là ủng hộ rồi. Nó rất là ủng hộ rồi. Nên gần như là Trung Quốc có đâm đây gọi là phi vào chỗ này. Nó giống như là trong bóng đá người ta gọi là đâm đầu đám đông đấy. Gần như không thể nào vượt qua được. Thứ nhất là cái lực lượng chấp pháp của cảnh sát biển của Việt Nam cũng như là dư luận quốc tế thì chắc chắn là Trung Quốc. Thế nhưng theo em nghĩ đấy, nó đây là dự đoán là có thể Trung Quốc sẽ làm một cái bước đi gọi là dương đông kích tây, có nghĩa là ví dụ như đây em giả sử cái trường hợp là Trung Quốc cố bây đưa tàu HD8 rồi, bây giờ nó lại sang cái chuyện đấy là mình quyết tâm mình giữ, đúng không? Cũng bằng phương pháp hòa bình, bạn thắng đây, bạn yên tâm đi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ các bạn phải bình tĩnh này, bởi vì nước cờ trên này không, người ta đánh không đơn giản là cứ đâm đầu như vậy đi ngược lại với toàn bộ dư luận của quốc tế đâu, mà nó còn nằm ở chỗ nếu như giả đây sử không phải đây là chiếm lần hai, nó người ta chưa chiếm, người ta chỉ quấy nhiễu thôi, mang tàu quấy nhiễu. Anh không cần phải trả lời cái còm ở dưới nữa, bởi vì này là nó cố tình nó cứ nói xuyên tạc những cái hành động hoặc là
cái tình hình ở trên thực địa. Thực ra là khi mà Trung Quốc rút đi đấy là chúng ta đã gần như khóa chặt bãi Tư Chính rồi, nó có quay trở lại thì cũng chỉ vòng vòng ở vòng ngoài thôi, chứ không thể nào. Chúng ta là khác hoàn toàn Philippines, chúng ta khác ở chỗ là khi tàu Trung Quốc rút, ta chưa rút, ta vẫn còn nguyên lực lượng ở đó vì biết rằng Trung Quốc nó sẽ quay trở lại, chứ nó chưa thể nào rút đi như vậy được. Thì cái một quan điểm của em ở đây đấy, thì em nghĩ khả năng Trung Quốc nó sẽ có một cái kiểu như này, có nghĩa là đưa tàu HD8 ra để tạo áp lực ở bãi Tư Chính, bắt lực lượng chấp pháp ta phải tập trung ở đó để bảo vệ giàn khoan cũng như bảo vệ cái vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nhưng điều đáng sợ hơn nên nếu như mà giả sử Trung Quốc nó lại tiếp tục lấn ở một cái khu vực cũng đang tranh chấp nào đó giữa ta và Trung Quốc, thì lúc bấy giờ lực lượng của ta sẽ bị mỏng đi. Cái đấy mới là cái mà đáng phải quan tâm. Bởi vì anh như anh đã biết là nếu như xét về lực lượng thì chúng ta không thể đông bằng Trung Quốc được. Thế nhưng mà nếu như mà ta cứ dồn hết lực lượng, dồn tập trung toàn bộ cái lực lượng cũng như sự chú ý ở bãi Tư Chính, thì ở một cái khu vực tranh chấp nào đó chẳng hạn, nó lấn tới, cái đấy mới là cái điều mà em đáng lo ngại, và em có cảm giác là nó là như thế, chứ còn tình hình như nào thì cũng chưa nắm rõ. Thế nhưng mà đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là em muốn chia sẻ là tình hình là Trung Quốc tại sao lại đưa vào, lại cố đấm vào cái lúc này. Thì thực ra thì anh biết được như là bây giờ vấn đề biểu tình Hồng Kông ấy, nó đang rất là quyết liệt, và cái tình trạng ở Hồng Kông bây giờ là đang rơi vào cái tình trạng gần như nó giống như là bạo loạn, khi mà người biểu tình làm tê liệt hoàn toàn bộ cái hệ thống kinh tế cũng như là hệ thống sân bay, nó khóa Hồng Kông, khóa chặt cửa Hồng Kông lại với thế giới bên ngoài. Cái đấy là cái điều mà Trung Quốc cũng đang rất là lo lắng. Một đằng thì muốn sử dụng vũ lực, thế nhưng mà cái điều kiện ở Hồng Kông nó không đơn giản như trong đại lục, và cái sự nhòm ngó của các cái thế lực bên ngoài, ví dụ như Mỹ hay là các cái giới phương Tây, đặc biệt là Anh, nó cũng 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 rất là mạnh. Thành ra Trung Quốc vẫn cứ phải chấp nhận là phải mềm dẻo tại Hồng Kông. Thành ra là cái vấn đề Hồng Kông nó đang là vấn đề nhức nhối với Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc lại phải cố gắng đẩy một cái áp lực nào đó đi ra ngoài ngoài biên giới của họ, để dư luận trong nước nó không nó không không ở Mỹ lên. Ví dụ như người dân ấy, người ta sẽ nhìn vào Đảng Cộng sản cũng như nhìn vào Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng là Trung Quốc quá mềm yếu trong các cái đường lối ngoại giao, dẫn đến là thua thiệt ở ở trên các cái trường quốc tế, trên các chính trường, trên trên mặt trận quốc tế. Thì dẫn đến là lần này Trung Quốc muốn đưa vào đây, thứ nhất là vẫn tiếp tục cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông, thứ hai là thực hiện cái điều là đẩy đẩy cái áp lực về cuộc chiến tranh thương mại và áp lực về cái vấn đề Hồng Kông. Mà riêng cái vấn đề chiến tranh thương mại đấy, hôm nay khi mà ông Donald Trump ông ấy quyết định tạm hoãn một nửa trong số 300 tỷ USD đến ngày 15 tháng 12 mới đánh thuế, tạm hoãn. Thì ở đây đấy, có rất nhiều người nói rằng Mỹ đang 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 thiệt so với Trung Quốc, nhưng thực tế không phải. Ông Donald Trump ông ấy đang dùng chơi cái chiến thuật như ở trên báo chí Việt Nam nói, đó là cái gì, là cây kéo cùn. Có nghĩa là ông này ông ấy khi mà ông ấy hoãn cái đánh thuế với 150 tỷ hàng hóa của Trung Quốc đến 15 tháng 12 đó, thì ông ấy nói là tôi muốn cho người dân Mỹ có một cái Giáng sinh vui vẻ. Thế nhưng không, cái vấn đề quan trọng như hôm trước chị Phi Nga cũng đã bình luận đó, đó là cái đòn của ông này ông đánh thẳng vào cái niềm tin đối với các doanh nghiệp đang đặt tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp tại Trung Quốc sẽ không biết đường nào, không có một cái kế hoạch, rất khó để hoạch định kế hoạch sản xuất. Bởi vì là cái kiểu của ông Donald Trump này là cứ cứ xoay chiều liên tục, cái chính sách nó thay đổi liên tục. Thành ra là các doanh nghiệp ở đó đấy, nó rất khó khăn trong cái vấn đề hoạch định kế hoạch sản xuất. Đó, đó là cái thứ nhất. Và ngay chính đối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Mỹ, người ta cũng rất khó hoạch định kế hoạch nhập khẩu, và sẽ có cái xu hướng là đi tìm tìm một cái thị trường khác, tìm một cái nguồn nhập khẩu khác. Và các doanh nghiệp ở Trung Quốc thì khó hoạch định cái gọi là cái kế hoạch để sản xuất, thì có cái xu hướng là dịch chuyển sang các nước khác để tránh tránh cái chiến tranh thương mại. Thì đây cũng lại trở thành một cái vấn đề của Trung Quốc. Thế cho nên là nói Trung Quốc, lần Trung Quốc, lần kinh tế Trung Quốc lần đầu tiên nó tụt giảm từ năm 92 đến giờ, nó tụt giảm xuống 6,2%
tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng đó, lần đầu tiên trong lịch sử nó tụt xuống 6,2 từ năm kể từ năm 92 đến bây giờ. Và một loạt các vấn đề trong nước, thành ra là Trung Quốc, chính là Trung Quốc bây giờ đấy đang gặp áp lực. Nhưng có một cái điểm nữa chúng ta chú ý là có rất nhiều nhà 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 phân tích kinh tế, người ta nói được là Trung Quốc nó có khả năng sẽ xây dựng một cái hệ thống kinh tế riêng, và cái cuộc chiến tranh thương mại này nó tự nhiên nó chuyển thành cuộc 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 chiến tranh lạnh. Nó giống như là thế giới sẽ tồn tại hai cái hệ thống kinh tế, một bên là Mỹ và một bên là Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không muốn đứng thứ hai sau Mỹ nữa, không muốn đứng các cái nền kinh tế của Trung Quốc không muốn chơi theo luật của Mỹ và phương Tây nữa. Thì đấy là cái điều mà các bạn sẽ biết được, nếu như Trung Quốc thực hiện làm điều đó đó thì cái vấn đề Biển Đông nên nó sẽ càng ngày càng gay gắt. Bởi vì Trung Quốc lúc bấy giờ sẽ không sợ những cái áp lực từ phương Tây cũng như áp lực từ Mỹ đè lên nữa. Nếu như thực sự Trung Quốc muốn chuyển đầu thì Bây giờ đó này, là một anh và ví dụ như này, cái cuộc anh nói sơ qua về cái cuộc biểu tình Hồng Kông ấy, thì các bạn có thấy không? Tức là xuất hiện một cái tình tiết mới, tức là sinh viên, người ta hàng ngàn sinh viên bao vây cái sân bay lớn nhất ở Hồng Kông. Nhưng mà có một tình tiết mới các bạn phải chú ý như này, tức là những cái người biểu tình phần lớn là giới trẻ, nhưng có một cái tầng lớp, tức là cái đứng tuổi rồi và người già, người ta lại quay ra người ta ủng hộ cái chế độ Hồng Kông. Là vì là bây giờ ví dụ những cái cuộc biểu tình ấy đã làm xáo trộn những cuộc sống của những người dân Hồng Kông và những người đứng tuổi đấy, và những người già của Hồng Kông, và người ta làm cản trở, tức là làm kinh tế Hồng Kông tụt xuống, thì những người đứng tuổi ấy, ở Hồng Kông ấy, người ta mới cầm cậy ra, đúng không? Người ta tập lại những cái người trẻ tuổi ở Hồng Kông biểu tình, thì anh nghĩ rằng có khả năng, cũng có, thứ nhất là vấn đề tự phát, cũng có khả năng đó là một cái mà Trung Quốc dùng những cái bài này, hiểu không, kích những người lớn tuổi phản đối. Tức là bây giờ nếu mà Trung Quốc đem cảnh sát chẳng hạn, hoặc là nhất là ví dụ Trung Quốc đã đưa quân đội áp sát coi như Hồng Kông rồi, theo một số báo chí nước ngoài, thì mà dùng cảnh sát và quân đội mà đàn áp cái chuyện mà chuyện biểu tình, thì nói chung nó xảy ra rất nhiều những hệ lụy đấy về sau. Cho nên là bây giờ có khả năng Trung Quốc người ta áp dụng cái chuyện đấy. Còn cái chuyện thời điểm mà ví dụ là hiện nay tại sao mà Trung Quốc gây ra những ở cái khu vực bãi Tư Chính ở cái thời điểm này, thì thôi được rồi, Lưu Ly cứ nói đi, sau cùng một lát nữa anh sẽ nói. Nó thì đấy là cái thời điểm đấy, thì em cũng đã phân tích rồi. Thứ nhất là các vấn đề nội bộ trong Trung Quốc, ví dụ như là vấn đề Hồng Kông. Thứ hai là áp lực của cuộc chiến tranh thương mại đó, thì gì thì là làm cho Trung Quốc muốn đẩy cái áp lực, xì hơi cái áp lực ở trong 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 nội bộ Trung Quốc ra. Thì đấy Một đấy là là cái ông ở cái thời điểm như này nhá, anh nói như này, thì Trung Quốc đã tuyên truyền rất nhiều cho những người dân Hồng Kông về cái chuyện là Trung Quốc có cái đường lưỡi bò chín đoạn đấy, đúng không? Tuyên truyền cho những người dân Trung Quốc về cái đường lưỡi bò chín đoạn. và Nhưng bây giờ giả sử chẳng hạn một số bạn, tại sao có nhìn mấy tàu, tức là đội tàu HD người ta ở đấy rồi, người ta rút đi, sau đó là người ta lại nữa, thì tôi nói cho tất cả các bạn này, tức là bây giờ ví dụ như mình là dân Trung Quốc đi, mà được coi như mọi người bảo đó là cái đường chín đoạn ở ngoài phía ngoài là của mình, vậy tại sao coi như đang tự nhiên rút ra, đúng không? Cái chuyện sóng yên biển lặng không có vấn đề gì cả đấy, thì nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là để trấn an dư luận của những người dân Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là trong cái thời điểm sắp tới, tôi nói với tất cả từ giờ đến cuối năm, thì thường thường các bạn, tôi là người đi biển thì tôi biết những cái thời gian cuối năm ở cái vùng bãi Tư Chính ấy, thì nó có nhiều bão gió, sóng to gió lớn À, đấy, tức là Trung Quốc thì phải là nếu tìm một mà giả cái sử Trung Quốc có muốn rút hẳn thì phải chọn ở cái thời điểm đó sóng to gió lớn để Trung Quốc rút tàu. Tôi là người đi biển, tôi đi qua cái vùng đó gần cuối năm sóng rất là to, ở vùng mà Nam Côn Sơn ấy, sóng sóng rất là lớn đấy, lại vì rút vì đấy điều kiện à, thời nhưng tiết không không cho có phép, đúng điều không kiện ạ? thời tiết đấy, là một cái lý do theo tôi. Vấn đề nữa là vấn đề rất giỏi của Đảng và Nhà nước mình ở cái vấn đề như thế này, như thế này, tức là các bạn đã biết khi mà tàu hải cảnh vào thì cái chuyện ngoại giao tôi không nói, thì gần đó là cái cuộc hội cuộc có như họp của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và cuộc họp riêng rẽ giữa các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và một số đối tác ví dụ Mỹ, Nga, Ấn Độ, Liên Đơn, Úc,
Nhật Bản. Thì có phải là mình tương cứu kế tiểu kế, tức là mình dùng cái ngoại giao của mình đối với Trung Quốc, song phương giữa mình và Trung Quốc, sau đó mình dùng cái mà cái hội nghị đó để mà coi như là tất cả các nước lên án Trung Quốc, Luni và tất cả các bạn thấy không, ở hội nghị đó thì là không riêng gì cái thông báo chung của cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN. Vâng, thì anh biết là sau đó, người ta đều sau khi mà sau sau cái hội nghị đó, sau cái hội nghị đó thì các cái nước ở ASEAN đã đưa ra một cái tuyên bố chung, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là các dư luận các nước, các bộ ngoại giao trên thế giới, những cái nước mà có tiếng nói trên thế giới đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ cái hành động của Trung Quốc. Đây coi đây là một cái hành động nó rất là, tôi gần như rất là quan ngại cái hành động của Trung Quốc đó. Thì đó đó là cái vấn đề mà chúng ta đã lợi dụng được, chúng ta đã gọi là vận động được cái khả năng ngoại giao tốt nhất của mình thôi. Đúng là cái hành lang thế giới tại hội nghị đấy, chứ mình không phải đi họ đi đi ngoại giao con hoi, không phải là mà đi ngoại giao chạy sang Mỹ, chạy sang Nga hoặc tất cả các thứ. Ngay kể cả tôi nói nhá, ông tổng đích thân tổng thống Putin đã lên tiếng, tức là cảm ơn Việt Nam đã bảo vệ rất tốt cái giàn khoan. Mà ông ấy là biểu biểu dương cái ông chủ tịch cái tập đúng đoàn gì, cái tập đoàn em lại quên mất tên rồi, tập đoàn dầu khí của ông đang hợp tác Việt Nam tại bãi tư chính đó. Thì đó là một cái cách ủng hộ ngầm, cái cách cách ủng hộ ngầm đối với lại cái quan điểm lập trường của Việt Nam thôi. Bởi vì các bạn nó biết được giữa Nga với Trung Quốc thì ít nhiều nó cũng còn những cái mối quan hệ nó đúng rồi. Và chính ra bây giờ đây thì ở bên Trung Quốc người ta cũng đang phê phán Nga tại sao là hiện nay Trung Quốc đang phải mua dầu với giá cao hơn so với giá thế giới từ Nga, mà cuối cùng rồi Nga lại hợp tác khai thác dầu với Việt Nam trên Biển Đông, mà cũng hợp tác khai thác dầu ở Siberia với Trung Quốc. Đấy, không, cái đấy là cái khu vực khác thì mình không nói, tức là trên Biển Đông đấy. Đúng là rồi. Người những cái giới học giả của Trung Quốc người ta phê phán này, tại sao Nga, nhưng mà cái vấn đề là tại sao thì phải hỏi mấy ông ở Bộ Ngoại giao chứ, còn bây giờ các ông thì không thể nào giải quyết được vấn đề đó. Ok, thế thì anh mời chị Nga lên chia sẻ một chút cho diễn đàn nó đông vui. Đúng rồi, cái tập đoàn luôn nhé. Cảm ơn Minh Thúy Phạm nhé. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Rồi chị Nga qua đây không? Chị Nga gửi lời mời hoặc chị Nga ok đi. Đấy, một đấy là cái lý do cái hội nghị bộ trưởng nhé. Nhưng các bạn biết một cái điều quan trọng nữa là cái giàn khoan 14.000 tấn vẫn cứ ở đó và mình vẫn cứ tức là cái gia hạn không, cái tập đoàn đúng rồi, Rosneft đúng rồi, cái đây tập đoàn dầu khí đó của Nga, thì là các bạn đã biết nhá, tức là cái giàn khoan của mình đấy 14.000 tấn đấy vẫn cứ đặt ở đó và nói chung gia hạn thời gian hoạt động. Nói chung là ví dụ như là tôi vừa nói với tất cả các bạn, ví dụ như giàn khoan của Ấn Độ chẳng hạn, hoặc giàn khoan của hãng của Tây Ban Nha chỉ trong năm ngoái, dưới sức ép của Trung Quốc thì nói chung người ta cũng rút về thôi đúng không, nhưng mà lần này nó các bạn thấy đó là Nga, sau đó Nga lại hợp tác với hai công ty lớn của Nhật Bản đấy, đấy là cái rất khôn khéo của mình. Rồi xin mời chị Nga. Cảm ơn chị Nga đó. Vâng, xin chào chị Nga. À, vâng. Chào tất cả anh em diễn đàn ạ. Vâng, tôi cũng nói ngắn thôi, không nói nhiều lắm đâu. Tại vì hôm qua thì cái chỗ mà nhà Bình Dương ấy, là tôi cũng nói sơ sơ đấy, nhưng các anh chị cũng có nghe về cái chỗ ấy, thì tí nữa tôi nói thêm một tí. Để mà cái bác gì, bác cái bác San Cao à? Bác thắc mắc ấy mà. Vì do là cái mạng của tôi nó bị chập chờn á. Đó, tại vì tôi đang ở trên phòng á. Thì tôi cũng nói thêm một số cái chỗ mà cuộc chiến của Trung Quốc, thì có thể là ngày mai là tôi sẽ có tôi sẽ đọc một cái bài, hai cái bài viết rất là hay. Một cái là của một cái giáo sư của một đại học của Úc, ông này là chuyên gia kinh tế của rất là nhiều nước đó, kể cả của OECD nữa, và thứ hai nữa là cái bài của Wall Street Journal, thì người ta phân tích về cái cuộc chiến của Trung, nói chung là cuộc chiến của Trung Quốc với Mỹ thì nó rất là phức tạp, các anh chị biết rồi. Thì ông Trung thì ông ấy vốn là người ta nói là ông thất thường mà nói vậy, chứ không phải vậy đâu, vì đằng sau ông ấy có cả một cái
cái nhóm tài cả cả những cái nhóm cố vấn của ông ấy nữa, chứ không phải là mình ấy đâu. Đương nhiên tính ông thì mình cứ nói là ông ấy đi, thế nhưng mà rõ ràng là như vậy. Thế thì rõ ràng là vừa rồi ông ấy có một cái là ông ấy hoãn cái Cô này, nói thêm thì một số. cái hoãn này á thì nó thực ra nó cũng nằm trong cái tính toán của ông thôi, chứ không phải là ông ấy muốn. Thì cái vấn đề thứ nhất là do là như mấy lần trước là các cái chuyên gia người ta nói rồi, tức là ông ấy làm cho các cái nhà đầu tư là coi như không hoạch định được, không hoạch định chính xác được cái kế hoạch sản xuất đó, và sẽ chuyển thị trường đi thì đúng rồi. Thế và ngoài ra thì nó còn có một cái nữa, tức là các anh chỉ biết á là các cái đời tổng thống Mỹ mà lên nắm quyền á, thì nói gì thì nói cũng không thể nào đứng sau giới tài phiệt của phố Wall được đó. Tôi nói thẳng một câu là như nữa, tức là cái chỉ số S&P 500 ấy nó rất là quan trọng. Ví dụ như là cùng thời gian với lại ông Trump lên làm tổng thống á, là 645 ngày á, thì ông Obama cầm quyền đã đưa chỉ số S&P 500 lên 46%. Ông Bush á năm 1989 á lên làm tổng thống là bút cha đúng không hả anh bằng à? Vâng. Ở đây là bút cha to này, bút cha phải không hả? Đưa 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 cái chứng khoán Mỹ lên là 36%. Ông Bill Clinton là tăng 29%, và ngày 13 tháng 8 vừa rồi á thì là chỉ số S&P 500, mặc dù là cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ như vậy nhưng mà nó vẫn tăng được 17% so với đầu năm. Và ông Trump á, thì đề cao cái mục tiêu á, là chứng khoán phải phát triển như là một cái thành tựu đó. Nó nói thẳng là câu là với các đời tổng thống nào ông có đưa cái đường lối nào đó đấy, và cái chứng khoán Mỹ đã tăng 29% kể từ ông Trump lên cầm quyền. Đó, ông tổng thống Trump là từ tháng 1 năm 2017 đấy, mình cũng phải nói rõ thêm một lần như vậy. Có nghĩa là gì? Cái việc cái ông đây là một cái có kế hoạch là có tính toán, thì có gì là có thể là sau tôi nói sau. Còn riêng về cái vốn cái GDP á thì đầu người á, thì ngày hôm qua là chương trình VTV1 đó là người ta đã đưa tin, thì chắc là các anh chị ở đây cũng nhiều người biết đó, là cái GDP đầu người là 3.000 USD đó, là trên một đầu người chứ không phải là 2.000 mấy nữa. Và Theo suy y ra tức là cái chương trình trước tôi nói rồi, theo tính toán của IMF ấy, đấy là cứ khoảng đâu 3.000 đô la trên một đồng không, đô, cái chứ này không tổng phải cục hai thống kê ngàn mình đô cũng la thống đâu. kê anh, ngày hôm qua tổng cục thống kê mình công bố số liệu của mình luôn đấy anh bằng. Cái này là cái số chính xác đấy. Thì cái GDP mình có đầu người mình là 3.000 USD, và lâu nay á thì là ngày hôm qua thì tôi cũng có một số người bạn người ta cũng có nói, người ta trao đổi là cái bản thân VKB và UNDP á, là người ta đang nói là cái quy mô tăng kinh tế của Việt Nam không phải là 240 tỷ. Tại vì có rất là nhiều các cái kinh tế nhỏ lẻ nhưng không được thống kê và không được nộp thuế, cho nên là người ta không 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 tính được đấy đó, cho nên là người ta không tính được, cho nên là nói là quy mô kinh tế là 240 tỷ thì người ta thấy là không 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 chính xác. Thứ ba nữa là tôi cũng nói lại là cái lượng vàng mà như là của VKB và IMF nó đánh giá và CA nó đánh giá cách đây khoảng là năm ngoái á, thì là Việt Nam hiện nay là có cả ngàn tấn vàng trong nhân dân đó, trong 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 dân cư ấy đấy, chứ không phải Chứ là không ít. phải là 500 tấn. Vâng. 500 tấn là cách đây 10 năm rồi anh, cách đây khoảng 5-10 năm rồi là người ta đã đánh giá như vậy. Với lại nhân đây tôi nói cho các anh chị biết này, không một nước nào muốn công bố cái số liệu mà sống về cái nền kinh tế này cho các nước khác. Cho nên là các anh chị nếu nếu các như là một số các em á mà làm các cái luận văn kinh tế ở trên 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 nếu mà lấy các cái số liệu trên đấy thì là sẽ thấy là số liệu chết hết nhé. Thậm chí là những cái số liệu hiện nay người ta cũng rất ít khi người ta cung cấp các cái số liệu sống các anh chị nghe. Và cái công sông cái công nhận không? Tại vì là bất kỳ cái tập đoàn nào vậy thôi, có kinh tế thôi, chẳng có cực chẳng đã người ta mới phải công bố ra thôi. Vì do ý kiến của các cái chủ nợ hoặc là do cái minh bạch của người ta muốn là tỏ ra là minh bạch. Nhưng hiện nay các nước cũng chỉ công bố được cái số là từ của năm trước thôi. Giống như cái nền kinh tế của Mỹ và của Trung Quốc người ta cũng chỉ công bố được từ năm 2017 thôi. Kể cả CA cũng vậy. Và đến nếu như năm mà chính xác của số 2019 thì khoảng năm 2020 họ mới công bố số chính xác, còn họ chỉ ước tính thôi. Rồi sau đó họ lại lại nói lại. Ở đây lại là cái số và tính toán lại là như thế này như thế kia đấy. Tôi nói thêm một cái, thế thì gì liên quan đến vấn đề này á, thì về cái ODA thì ngày hôm qua thì anh Bằng với lại chỗ nhà Bình Dương cũng nói rồi, thì tôi nói như thế này nhá, tôi sẽ không nói sâu và tôi chỉ nói cho các anh chị biết một số vấn đề như sau. Thứ nhất, tính đến năm 2018 á, thì Việt Nam đã tiếp nhận 80 tỷ USD nguồn vốn ODA, tức là kể cả quy đổi ra USD đó nha, có thể là các cái đồng tiền khác nữa nhá, cái này là mình quy đổi ra USD. Thì Quy đổi. vốn vay ưu đãi trong 7 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại.
cái số 7 tỷ USD này thì nó chiếm khoảng chưa tới 1%, và các bạn biết là 1% này á, cái gần 1% này á thì nó không nằm cho cơ của cả, nó thường nó nằm ở trong cái số nước của, nói tóm lại là của OECD, tức là cái như những cái nước mà phát triển đấy, cái nước phát triển hoặc là một số nước cái nước mà thân thiết với Việt Nam, ví dụ tôi nói chương trình SIDA của Thụy Điển, IFA của Hà Lan, ví dụ như thế, hoặc là một số cái mà hỗ trợ của ADB hoặc là của World Bank trong cái vấn đề mà phát triển về nguồn nhân lực chẳng hạn, ví dụ tôi nói như thế, hoặc y tế cộng đồng vân vân đó, ví dụ như thế, nó nói như thế nhé. Nhưng mà đương nhiên người ta sẽ không bố, các anh chị mà đòi chúng tôi phải phải đưa ra những cái số liệu cụ thể thì chắc chắn là sẽ không ai đưa cái số đấy cả, mà mình chỉ biết như vậy thôi, đúng chưa? Đấy thì trong đó thì trên trên 70 tỷ á, là vốn vay với lãi suất dưới 2% và 1,62 tỷ USD á, thì cái số này là số nó được giảm đi, tức là trước kia là 1,8 tỷ là vốn cam kết, nhưng mà hiện nay nó còn lại 1,62 tỷ, tức là có thể là đã giải ngân rồi. Thì vay kém ưu đãi nhưng mà lãi suất thấp hơn với bên thương mại, và từ năm 2020 đi á thì là chúng ta sẽ phải vay vay lãi suất SIBOR nghe. Anh chị nào mà học cái này giải thích nó lằng nhằng, anh chị nào mà học kinh tế thì đại khái là mình biết, tức là lãi suất thả nổi 6 tháng đấy cộng với lãi suất thị trường đó, nó tính trên các cái đồng tiền của London đấy, thị trường của London đấy, thị trường tài chính London đấy, chứ không phải là thị trường đâu nhá. Thế thì trong cái số này á thì lớn hơn 80% á là vốn ưu đãi ODA, là từ 6 nhà tài trợ chính là Ngân hàng Thế giới, là VKB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thì bao gồm có tổ chức OECD và ngân hàng JICA đấy, JBIC ấy. Các anh chị nào mà nếu mà làm về nước ấy, nước và điện ấy, và cơ sở tầng ấy, thì là sẽ gặp cái vốn này. Và ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc KESIM, cơ quan phát triển Pháp AFD, ngân hàng tái thiết Đức là KfW Đức đó. Thì trong này á thì giống như ngày hôm qua tôi nói á, là có là trong đó cái số vốn của ngân hàng thế giới á, gồm có 29%, JICA là gồm hai tổ chức đó là 40%, ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc 13%, và như vậy là tổng số là lên 82%, còn lại là của các cái cơ quan khác như là ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, phát triển Pháp, ngân hàng tái thiết Đức và một số các nước khác, thì trong đó là Trung Quốc chiếm được tỷ lệ rất là thấp. Các anh chị cứ suy ra đi, còn lại bốn thằng kia đúng không? Thì như vậy là tôi chỉ công bố đến đến đây thôi, còn cụ thể các cái ấy thì cái này của chính phủ người ta không công bố chưa chi tiết ra đó đó. Thế thì trong cái này thì là có cái chỉ thị số 18 á, là ngày 29 tháng 6 năm 19 của ông Nguyễn Xuân Phúc á, về tăng cường quản lý nâng cao và sử dụng vốn vay ODA và ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới. Thì những cái vấn đề vướng mắc về ấy thì tôi cũng không nói ra đây, thì các anh chị có thể là theo dõi ở trên các cái trang web của chính phủ, hoặc là những cái điều trần của cái giải trình thôi, mình không nói điều trần thì nghe nó ghê gớm quá, tức là cái giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cái chủ tịch, các cái nhất là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cái tỉnh thành phố mà hiện nay là sử dụng cái vốn ODA này, hoặc là một giám đốc của các cái, nói tóm lại là các cái tập đoàn kinh tế hoặc là những cái gì đấy liên quan, thì người ta sẽ giải trình ở trên cái quốc hội thì các anh chị biết. Còn đây thì tôi sẽ không nói ra, mặc dù tôi có tài liệu ở trong tay nhưng mà tôi không nói ra đấy. Nên thì các chị biết là như vậy. Thì đây là những cái số liệu của năm từ đến năm 2019, còn năm 10 năm 18 trở đi từ về trước, tức là tổng số vốn từ đến đó đến nay, và hiện nay thì cái số vốn này cũng vẫn chưa giải ngân hết theo cái cam kết mà người ta đã cho vay đấy. Còn số này là số lũy kế các anh chị nhé, số lũy kế các anh chị hiểu số lũy kế là gì không? Số lũy kế là cái số mà tổng số, cái số không phải là tổng số, tức là chị nào học kinh tế thì sẽ biết, tức là sau khi mình giải ngân xong thì mình lại vay lại. có Thùy Dung nói là chị nói vốn trong nước và vốn ngoài nước thì ạ, tức là vốn trong nước tức là mình vay cái vốn ở các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước ở trong nước Cái và này nước không ngoài nước. em ơi, cái này là của VCCI của ngân hàng nước, em hỏi về ngành nào em nhé, chứ còn cái này cũng không không phải là ai cũng được quyền công bố em nhé. Xin Tức là lỗi nhé, mà vay không vốn mình chỉ nói đại đại thôi, tức là mình và tức là cái đây này là nó ODA của nước là ngoài anh, tại vì đó. em hôm qua có cái chương trình của mình nói là mình vay của Trung Quốc, thì đây tôi muốn chứng minh cho các anh chị thấy là không phải của Trung Quốc, và số liệu Không, này chính đúng rồi. phủ cho phép công bố. Anh hiểu ý không? Ý tôi nói như vậy Đúng rồi. đó, chứ còn chính phủ thì có phát hành trái phiếu, thì các tập đoàn mình có vay, thì có cả vay vợ trong nợ trong nước và có cả vay nước ngoài, nhưng mà đây nguyên cái nguồn ODA, ODA là của các cái chính phủ ngoài mình đấy, giống như tôi nói như vậy đó. Ý là mà tôi nói là nó không có cái vốn của Trung Quốc nhiều lắm, nó có nhưng chiếm rất là ít, Tức là tỷ bạn Thùy trọng rất Dung là thấp. chị đề nghị chị đây, tức là tác dụng khi huy động vốn ở trong nước, tác Cái dụng huy động vốn trong nước thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn là huy động vốn ở ngoài nước rồi, tại vì khi anh vay vốn nước ngoài thì anh sẽ phải chịu những cái gì, những cái là những cái điều kiện của người ta. Tôi nói trên với Thùy Dung như này nhá, trên đời này không ai cho không ai một cái gì hết,
Và bạn nên nhớ những cái nước á, một số nước vay ODA giống như lần trước tôi nói là có 7 hay 9 nước gì đấy, là gồm có cả những nước như là Sri Lanka, Pakistan này, rồi ở Đông Âu như là Montenegro này, đại khái là vân vân, một số nước châu Phi nữa là hiện nay nợ đầm nợ đìa Trung Quốc, hoặc là ví dụ như Lào, nguy cơ Campuchia là bị nó chi phối nữa, không ai cho không hết. Và khi cái vốn ODA khi mà vay nợ vào á thì sẽ phải nhập thiết bị của nó. Ví dụ tôi nói nhé, có những cái năm mà chúng ta nhập cái vốn ODA, à cái dùng cái vốn ODA của Hà Lan, của chính phủ Hà Lan chẳng hạn, cho phát triển ngành điện chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải mua các cái hàng của Atom, của hãng Atom của Hà Lan đấy, tức là công ty sau này công ty thiết bị điện của mình là đã sản xuất được cái máy biến áp đấy, tôi nói một cách đơn giản cho bạn như thế. Còn nếu chính phủ phát hành các cái trái phiếu, ví dụ như là hiện nay á, là cái số vốn này cũng rất là nhiều, nhưng mà có thể là chúng ta không được công bố, phép công bố ở đây, người ta chỉ nói là nhà nước là mỗi một năm người ta đấy, nhưng mà số lũy kế hiện nay nói chung là giả sử tôi có biết thì tôi cũng không nói được cái chuyện đấy. Ví dụ như hiện nay á, là ví dụ nhà nhà nước là phát hành cái tín phiếu của bạn chẳng hạn, bạn 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 hiểu ý không, và đấu thầu tín phiếu của bạn đấy, thì các cái định chế lớn của tài chính của trong nước, ví dụ như VDB chẳng hạn, VDB là một cái tạo định chế tài chính của Bộ Tài chính, bạn tra mạng thì bạn có thấy, tức là Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc là ngân hàng phát triển, các cái ngân hàng thương mại đấy, nó sẽ mua cái trái phiếu đấy, thì đấy đấy là trong nước. Còn trong tương lai á, còn cái phát triển, à còn cái mà bạn có nhớ là cách đây nhiều năm á, là nhà nước mình có phát hành cái công trái không, công trái để xây dựng tổ quốc ấy, có đúng không, anh bạn có nhớ cái công trái đấy Có không, thì trước kia là đúng không, đây 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 có đấy, đấy là một vay nợ của nhà nước. Và tôi nhớ là hồi xưa nhiều người bạn tôi á, là đem cái công trái đấy là vứt bố nó đi, công trái giáo dục này, công trái nhiều nhất là công trái giáo dục đúng không, hoặc là công trái về 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 xây dựng về cầu đường hoặc cái gì đấy đấy, cái cửa giá nó lớn tức quá, là nó còn không nhiều bây người giờ nó sẽ bán đắt hơn. rẻ hơn mệnh giá. Tôi nhớ năm 2005 thế này, tức là tôi nhớ là nhiều cái đứa nó mua xong nó mang đến cho bọn tôi bảo thôi, ví dụ cái này mệnh giá là 100.000 là nó lấy 450 thôi, nó bảo chả biết bao giờ nhà nước trả hết, nhưng mà thực tế nhà nước vẫn trả hết đúng không, đấy 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 là một dạng đấy. Thì khi anh phát hành ra thì nó sẽ, hiện nay thì đấu thầu của cả trái phiếu của bạn thì nhà nước vẫn vẫn thường xuyên làm, cái này Bộ Tài chính nó làm, cái này là do Bộ Tài chính làm các bạn nhé đấy. Thế thì cái đấu thầu trái phiếu các bạn thì đương nhiên người ta cũng phải có một cái mức lãi suất trần, làm sao đấy để cho các cái ngân hàng thì người ta đấu 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 giá thành công đúng không, và nếu như thấp hơn thì cũng không đấu giá được thì nó không thành công đấy, các bạn hiểu ý không đấy. Thế nó là như vậy thôi, thì tôi cũng nói thêm một số vấn đề thế thôi. Còn đương nhiên là khi anh vay của nước ngoài á, là anh trở thành con nợ của người ta, anh sẽ bị, tôi nói một cái ví dụ với bạn thêm một vấn đề nữa này, ví dụ một số nước của Nam Mỹ nợ đầm nợ đìa Nhật Bản đó, nợ đầm nợ đìa Nhật Bản vì cái tỷ giá chéo đó, cái đồng yên đấy. Và đây tôi cũng nói thêm này, khi mà chiến tranh tiền tệ của Trung Quốc và Mỹ á, là nó xảy ra thì người ta, các cái nhà mà nhà tư bản ấy, là người ta hoặc là các cái nhà đầu cơ á, là người ta sẽ đầu cơ vàng và đồng yên. Vì sao đồng yên chỉ chiếm 4,3% trong cái rổ tiền tệ của IMF, cũng như là chiếm 4,3%, nó cũng bằng nhau nhá, trên cái tổng lượng thanh toán của quốc tế cũng như là trong cái tổng cái dự trữ của quốc gia. Nhưng mà vì sao người ta vẫn dùng cái đồng yên, vì bạn biết vì sao không, cái tổng tài sản của nước Nhật rất lớn. Thứ hai á, là cái đầu tư của Nhật cũng như là nợ Nhật là một cái chủ nợ rất là cao đó, ví dụ như thế. Cho nên là người ta dùng cái đồng yên đấy để mà người ta tích trữ, người ta gọi là người ta đầu cơ ấy, người ta đầu cơ cái đồng yên khi lên giá đấy. Thì cái chuyện này thì nó liên quan đến cái rổ tiền tệ của IMF nữa, tại vì nếu như mà anh mà lên giá quá thì cái ngân hàng châu Âu á, thì và cái IMF á, thì người ta phải bắt tay nhau và người ta phải phải đưa đưa tiền ra lưu thông để người ta cứu cái đồng yên để cho nó hạ giá xuống, thậm chí là như vậy nữa. Tại vì cái đồng yên mà lên giá là cũng rất là nguy hiểm đấy, thì tôi nói sơ qua các bạn thì còn cái này thì nó rất là phức tạp rồi, nó tính nó cái các bạn nếu mà các bạn học về cái ngành mà tài chính tín dụng nó có cái M đó, cái M là cái tổng tiền 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 tệ ra lưu thông ấy, nó ra thị trường như thế nào đấy, nó sẽ gây rối loạn thị trường như thế nào đấy, thì các bạn sẽ rất là hiểu. Nhưng mà ở đây thì mình nói nhiều sâu về cái vấn đề quá nó không nên anh ạ, tại vì nó đâm ra nó rất Vâng rối, vâng mọi người không hiểu thì nắm được cái ý chính là nó như vậy thôi dạ đấy, đại khái như vậy. Và tôi cũng nói thêm với bạn là cái từ mà property, tài cún đó, đó bạn mà học mà kinh tế mà hay nghe hỏi học tiếng Anh hay có chữ property á, là có phải là tài sản hoặc là bất động sản đúng không? Còn tài cún là cái từ phiên từ tiếng Nhật qua, đó là tài cún, đó là tài phiệt, và cái từ tài phiệt là xuất phát từ Nhật chứ không phải là từ từ nước Mỹ nghe, nhiều bạn nhầm. Property tycoon, tức thực ra nó là property tycoon là ông trùm hoặc là tài phiệt, nó xuất phát vì sao? Vì các tư bản Nhật đã thành lập các cái ngân hàng theo cái mạng mạng lấy mạng, và họ đã thâu tóm. Và cái tôi nói với các bạn là cái tổng tài sản của Nhật nó rất là lớn, và cái bàn tay của người Nhật họ người ta nắm các cái nền kinh tế rất chắc đấy bạn nha. Vâng thôi tôi cũng xin phép nói ít thôi, còn có gì thì
cũng để nhà vừa nhường diễn đàn cho các anh chị lên nói thêm rồi các thứ này nọ kia, có thể anh chị bổ sung thêm này nọ kia. Vâng, Vâng, vâng xin cảm rồi, ơn các anh chị nha. rất rất cảm ơn chị Kinh ạ. Vâng, thì nếu mà nói tiếp về vấn đề kinh tế nữa thì ở đây nhiều khi bọn chống cộng cực đoan đó, hoặc là bọn bao que nó bên kia nó bảo là hiện nay coi như Việt Nam coi như nợ đầm nợ thì do sẽ sắp vỡ nợ đến nơi rồi, nhưng mà tất cả chúng nó ý nói là cái vấn đề nợ công ấy. Nợ công của Việt Nam thì hôm qua tôi đã nói ở cái đầu chương trình của Bình Dương rồi, thì nếu mà chị Nga chị nói thế thì tôi nói, tức là tôi cũng không phải nhà kinh tế nhưng mà tức là chị Nga chị nói theo cái kiểu nó triết học quá, nhiều khi các bạn cũng hiểu nó không không đúng, nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn này, tức là nợ công của Việt Nam hiện nay tức là Quốc hội mới cho cái trần nợ công là 65% GDP thôi. Đấy, tức là hiện nay kinh tế mình không phát triển đến như thế thì mình đưa ra một cái trần nợ công như thế, tức là mình khi vay nợ nước ngoài hoặc là vay nợ trong nước, tức là nợ công của mình làm sao mà nó không vượt được quá 65%. Ví dụ mình vay vượt quá cái hạn mà cái nền kinh tế của mình không đáp ứng đầy đủ mà mình không trả được nợ công thì thành ra là mình vỡ nợ, đúng không? Cho nên mình tránh cái trường hợp đấy, thì tùy theo cái kinh tế của mình phát triển như thế nào để cái khả năng trả nợ của mình nó tốt thì là nói chung là mình sẽ nâng cái trần nợ công thôi, sau này mình sẽ nâng lên 70 hoặc là 75% hoặc là 80%. Ví dụ như Nhật Bản người ta có nợ công, ví dụ là người ta hiện nay người ta còn còn nợ công 300% GDP, đúng nền kinh tế của người ta tốt, người ta vay nợ được và người ta tính toán cái thời gian người ta trả nợ được. Nhưng Việt Nam hiện nay cái trần nợ công bằng 65% thôi, còn lại là ví dụ năm 2018 thì mình có nợ công mới xấp xỉ coi như trên dưới 60%. Đấy, thì nói chung là cái khả năng trả nợ công của mình nói chung hiện nay nó vẫn cứ còn coi như dưới cái mức trần nợ công của Quốc hội như ra đấy. Và lại nữa, tức là hiện nay nhá, tôi nói với tất cả các bạn, cái nợ công thì trước kia thì mình nợ công tức là nước ngoài là 60%, còn ở trong nước là 40% thôi, nhưng mà vừa rồi tức là nước mình đã không phải là thành không phải là nước nghèo nữa, đúng không? Thì nói chung là các tổ chức kinh tế hoặc các ngân hàng quốc tế chẳng hạn, người ta cho vay mình hiện nay không phải cho mình vay với lãi suất ưu đãi nữa, cho nên mình phải cơ cấu lại ngay cái nợ công của mình. Ví dụ như là, vâng, ví dụ là bây giờ hiện nay cái cơ cấu nợ công của mình sẽ cơ cấu là nợ trong nước là 50% và nợ nước ngoài mà là 50%. Nợ trong nước thì nợ những ai? Nợ trong nước thì là nợ các ngân hàng. Đấy, thương mại, các ngân hàng, tất cả các bạn đều biết ngân hàng ở trong nước là BV hoặc là ngân hàng công thương, tất cả các thứ thì nói chung là nhà nước mình nắm cái vấn đề chi phối. Đấy, thành cùng là cái khả năng trả nợ của mình là đối trong nước là không vấn đề gì, còn nợ ngoài nước là nợ đấy thì các bạn cứ đọc ở trên các tổ chức kinh tế ở thế giới với IMF chẳng hạn thì các bạn biết là nợ ngoài nước thì mình chỉ có nợ ví dụ là ADB hoặc Westbank hoặc là nợ Nhật Bản, đúng không? Đấy, mà trong khi đó là ví dụ là các cổ phần nói chung là Nhật Bản với mình hiện nay quan hệ rất là tốt, cho nên cái vấn đề là không có cái vấn đề gì cả. Đấy, còn cái nợ công á, thì không phải là nhiều là ít, thì tôi chỉ tóm lại một cái câu, tức là nó không phải nợ nhiều hay nợ ít. Đấy, không phải các bạn bảo là Mỹ hiện nay nợ coi như mỗi người dân Mỹ nợ 60-70 ngàn đô la là nhiều, hoặc là Việt Nam nợ chỉ mỗi người dân nợ khoảng hơn 30 triệu đồng một người trên một đồng người là ít hoặc là nhiều, mà cái khả năng trả nợ của cái nền kinh tế thế đó như thế nào thôi, đúng không? Đấy, cho nên là cái chuyện mà về kinh tế thì nói chung là tôi chỉ đọc mà tôi chỉ có nắm vững được như thế thôi. Vâng, còn bây giờ là tôi chuyển qua các lại nói về cái vấn đề chính trị mà chủ yếu mình tập trung hiện nay có ở những cái điểm nóng, ví dụ như ở cái bãi Tư Chính chẳng hạn, thì có các bạn nào lên tham gia với mình thì cùng tham gia. Tức là cái chủ đề mình đề ra là tại sao đấy mình lại chọn đặt cái giàn khoan, cái vấn đề là cái giàn khoan 14.000 tấn ở khu vực bãi Tư Chính hiện nay, mà cái giàn khoan đó là giàn khoan của Nga mà nó đấy, thì đấy, tức là tôi đã nói rồi, tức là trước kia đã có những cái giàn khoan của Ấn Độ, sau đó của Tây Ban Nha, đấy đều hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính, nhưng với sức ép của Trung Quốc thì những giàn khoan đó tức là đều coi như là rút khỏi cái khu vực gần bãi Tư Chính.
Rồi các bạn nào xin lên này, tôi sẽ mời lên. Rồi xin mời Minh Lê. Rồi đang trên Minh Lê đấy. Rồi xin chào bạn. Chào chào diễn đàn. Thì cái bãi tư chính này thì thực ra nó việc ta đặt ở đấy cái giàn khoan này thì nó là để khai thác dầu thôi, bởi vì cái vùng bồn trũng Cửu Long này nó là trữ lượng dầu gần như là nhiều nhất Biển Đông, thì việc đặt ở đấy là hợp lý thôi, có vấn đề gì đâu nhỉ. Cái vấn đề là mình Alo. đi rồi mình nghe, cái vấn đề là mình đặt ở đấy thì đúng như trong vùng đặc quyền kinh tế của mình thì không có vấn đề gì, nhưng Trung Quốc bảo là tức là hiện nay là nằm trong cái đường lưỡi bò đấy, của Trung Quốc, thì người trong Trung Quốc người ta coi như là không chịu, người ta phản đối đó đấy, cái vấn đề nó Thực vấn ra đề thì chỗ cái đó. vùng bãi tư chính, thực ra cái vùng bãi tư chính là vùng không tranh chấp, vùng không có tranh chấp, và Trung Quốc thì họ họ coi cái bãi tư chính này họ tự đặt nó là vạn an hay vạn như gì đấy, nó là vùng nằm trong quần đảo Trường Sa thì họ coi đấy là vùng tranh chấp. Thì thực ra thì cả hôm mùng 9 tháng 8 thì cái tờ Sohu của tàu ấy thì họ mới vạch ra là 19 ba tháng mục 7. tiêu để lấn chiếm cái bãi tư chính này. Thì cái mục tiêu thứ nhất là sẽ hiện diện thường xuyên ở đấy, sau đó là họ sẽ xây chiếm một vị trí thuận lợi để bồi đắp thành đảo nhân tạo, và cuối cùng là chiếm luôn cái bãi này. Mục tiêu của họ là có thể cùng khai thác, hoặc nếu không thì đuổi hẳn Việt Nam ra khỏi cái bãi đấy. Thì đây là mục tiêu rõ ràng là để độc chiếm Biển Đông rồi. Cái vấn đề là nói chung là Trung Quốc có muốn, tức là từ vùng không tranh chấp trở thành vùng có tranh chấp, sau đó từ tranh chấp giả sử có khai thác dầu các thứ ở khu vực đấy thì nó sẽ là cái vấn đề hợp tác cùng nhau khai thác, bạn hiểu không? Cho nên là ví dụ như Trung Quốc bảo là cái vùng ở bãi tư chính, tức là ở trong vòng cái đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc đấy, nói chung đấy là, nhưng mà cái đường lưỡi bò đấy thì là cái tòa án quốc tế ở năm 2016 người ta không công nhận cái đường lưỡi bò này đấy, nhưng mà Trung Quốc người ta không công nhận cái mà phán quyết của tòa án ở Phán quyết. cái Hà Lan, đúng không? Còn về nếu mà về phân tích ra là tất cả cái vùng như mình phân tích ra là cái vùng bãi tư chính đấy là hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, vùng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước về luật biển UNCLOS năm 1982, và Trung Quốc ký. Thì thực ra vấn đề là cái đường lưỡi bò đấy nó là một cái phi pháp, thì đâm ra là thực ra nói cho chính xác là Trung Quốc đang diễn lại cái trò ở bãi cạn Sacrobo của Philippines năm 2012, là họ gây áp lực để chiếm luôn cái bãi đấy. Đấy thì nói chung Thì là thực bây giờ ra ví cái dụ vấn như đề này, là tất cả các bạn như vừa rồi đấy, ví dụ như là những cái tàu HD người ta ở bãi chính hiện thì rút về cái chỗ mà cái chỗ đảo chữ thập á, sau đó người ta lại vào cái đá vùng chữ biển thập. Philippines, nhưng mà nói chung là bên ở cái lực lượng chấp pháp ở Philippines người ta coi như không có một cái phản ứng gì cả đó, mà lại còn Thì cho Trung thực ra nói chung là điều đình vấn chỉ đề cái việc khai thác là dầu rồi. Philippines bây giờ thì thôi khỏi phải bàn, vì Philippines bây giờ nó họ yếu quá rồi, mà họ mới đây nhất còn có tin là họ dâng luôn cả cửa vịnh Subic cho Trung Quốc, thì thôi Philippines, riêng Philippines thì thôi khỏi nói. Thì thực ra thì hồi như hôm trước trên diễn đàn của anh thì em có nói là cái vấn đề Biển Đông này thì thực ra nó là Cái cái vấn đề vấn đề mà
Vấn đề là tao solo với tao dẹp bỏ ASEAN nên để tự tự làm việc với tàu thôi, chứ còn không trông chờ vào ASEAN được. Thì cái biểu hiện này thì ở năm 2017, Bây giờ tôi năm nói với 2017 xin lỗi này, tôi nói gì, xin lỗi này, vừa nãy tôi đã nói rồi, có khi băng Vũ vào muộn băng Vũ không nghe. Tức là ngày xưa có một cái số cái tàu mà giàn khoan của bên Ấn Độ á, vào khoảng Nhật Bản, người ta vào cũng khu vực bãi chính chính, nhưng đấy nha, với sức ép của Trung Quốc thì nói chung là cái thế của Ấn Độ và thế của Tây Ban Nha. Thực ra thì Tây Ban Nha và Ấn thì không chịu được áp lực của tàu là đúng rồi. Thì lần này ta phải mời Rosneft vào để cùng khai thác thì Nga chắc chắn là tốt hơn là Tây Ban Nha với Nhật với Ấn. Nhưng mà vấn đề là ở đây là em đang nói về vấn đề ASEAN, bởi vì ASEAN nó là hiệp hội nhưng mà 10 quốc gia, 9 quốc gia này nó mâu thuẫn với nhau một cách trầm trọng. Nó có lợi ích riêng rồi nó nói chung là các cái chế độ chính trị nó khác nhau và nó có lợi ích đan chéo với cả tàu cũng theo nhiều hình thức khác nhau. Đâm ra là để mà đoàn kết để có được cái COC mà dựa vào ASEAN thì khó, gần như không thể. Anh hiểu ý em không ạ? Rồi, mình hiểu ý. Tức là bạn nói về về cái mình cũng phân tích kỹ hơn, hôm trước mình phân tích rồi. Tức là cái quy định của mấy một quả 10 nước ASEAN bây giờ phải có cái sự đồng thuận đúng không? Nhưng mà bây giờ nói chung là một số nước Đông Nam Á ở ASEAN ấy, người ta cũng lệ thuộc vào cái chuyện về cái nền kinh tế của Trung Quốc rất là nhiều, cho nên là mỗi quốc gia người ta tính toán theo cái lợi ích của từng quốc gia đó, cho nên là mình ra được một cái thông báo chung mà nói về vấn đề Trung Quốc ấy, thì thực tế là cực Thực ra em nghĩ là cái hội nghị 2018 ở Thái vừa rồi ấy, thì mà ra được cái thông báo chung đấy thì thực ra chính là cái áp lực của Việt Nam, bởi vì Việt Nam mới mới được vào Hội đồng Bảo an và sang năm là tư cách chủ tịch thì họ đành phải đồng thuận thôi, chứ còn bảo là họ tự nguyện thì khó, thì không thì em nghĩ là không. Và thực ra thì việc ta vừa ký mấy cái hiệp định với EU thì nó cũng là bước đi để dần dần ta sẽ bỏ qua ASEAN, bởi vì tại cái hội nghị 2017 thì theo em được biết là bộ trưởng của ta thì đã gọi Vương Nghị ra và yêu cầu đàm phán COC mà không thông qua ASEAN, thì đấy là bước đi mà ta rời bỏ ASEAN. Thì cái thực ra thì cái kinh tế, cái đường biển mới là cái quan trọng, bởi vì ta mà xuất hơn nhiều hàng trên biển Đông thì lợi ích kinh tế của các quốc gia nhập khẩu nó sẽ trở thành thành một cái vấn đề quan trọng với các cái quốc gia nhập khẩu, đâm ra là họ sẽ quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Chứ còn thực ra mà nói thì ASEAN hay là cái gì đó thì vấn đề của ta là ta phải tự giải quyết vấn đề của ta. đúng rồi. Bây giờ đây, tức là mình nói là cái vấn đề của mình ấy, thì trước tiên mình phải giải quyết vấn đề của riêng mình, sau đó mình phải dựa vào các dư luận quốc tế và nhất là các nước lớn đấy, để cho người ta ví dụ là người ta lên tiếng, người ta phản đối Trung Quốc và người ta ủng hộ Việt Nam, đó đó là vấn đề quan trọng rồi. Rất cảm ơn Chứ bạn không. đến đến tham gia chương trình cùng với mình. Ok Vâng. rồi, xin cảm ơn bạn nhé. Đấy, cho nên là mình mới xoáy vào cái trọng tâm, tức là cái đề tài mình đưa ra tại sao coi như là Trung Quốc mới, tức là người ta đưa một cái đội tàu H8 vào quấy nhiễu ở cái khu vực bãi Tư Chính, thì mình nói về cái thời điểm thôi. Đấy, cái thời điểm mình chọn, mình đưa, tức là mình đưa cái giàn khoan là 14.000 tấn vào khu vực bãi Tư Chính. Đấy, sau đó coi như là Trung Quốc bắt đầu mới đưa cái tàu HD8 để vào cái khu vực đó. Thì tôi nói với tất cả các bạn, tôi nói lại một lần nữa bây giờ như này này, cái gì đấy nếu mà Trung Quốc ví dụ người ta có nhiều đấy, nhưng mà người ta giả sử người ta cũng muốn rút đi chẳng hạn, thì nó người ta cũng phải rút đi trong một cái danh dự, vì là thực tế là
Mình cứ phải nghĩ rằng là Trung Quốc còn phải cái dư luận của những người dân ở trong nước nữa. Ví dụ trước kia người ta cứ tuyên truyền ở trong những người dân, tức là từ cái đường lưỡi bò chín đoạn của cái người ta ra, đó là chủ quyền của Trung Quốc chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như ngày xưa cái các bạn nhớ là cái giàn khoan HD 981 vào cái vùng biển Hoàng Sa chẳng hạn. Nhưng mà khi mà ví dụ mình phản đối rất là ghê gớm, quốc tế phản đối ghê gớm, mình đưa tàu chấp pháp của mình ra để mà phản đối Trung Quốc, thì là ví dụ như cái đến thời điểm coi như sóng to gió lớn, hoặc là Trung Quốc bảo là hiện nay coi như là cái nhiệm vụ coi như là khoan thăm dò của tàu HD 981 hiện nay đã xong, có những người ta xong người ta rút, đúng không? Người ta rút thì nói chung nó cũng có nhiều nguyên nhân. Một là người ta có khả năng người ta đã khoan thăm dò xong, thứ hai là dưới áp lực của quốc tế, thứ ba là dưới áp lực của những cái tàu mà gọi là chấp pháp của Việt Nam, và có nhiều nguyên nhân sâu xa nữa mà mình không hiểu nổi, thì Trung Quốc người ta rút ra trong cái dự. Và cái việc này nữa là ví dụ như người ta đưa những cái tàu chấp pháp đấy, tàu hải cảnh đấy, tàu ngư chính của người ta đến cái khu vực bãi chữ chính, khi mình đã đặt cái giàn khoan giàn khoan 14.000 tấn ở đây đấy, thì là nói chung là giả sử người ta cũng tính toán là nếu mà giả người ta rút chẳng hạn thì cũng phải rút trong cái vấn đề trong danh dự. Ví dụ sắp tới chẳng hạn là ví dụ cái khu vực ở biển, cái khu vực đấy sóng to gió lớn nhiều, tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ một cái giàn khoan thăm dò thì nó lại khác hoàn toàn, 14.000 tấn nó khác hoàn toàn với những cái tàu, ví dụ tàu địa chất HD 8 chẳng hạn, hoặc một số tàu hải cảnh hải cảng chẳng hạn, thì người ta không thể quân 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 ở đấy mãi được, mà do thời tiết xấu chẳng hạn là người ta sẽ ví dụ người ta rút đi. Thì những cái điểm thời điểm này mình tính toán rất là tốt. Thứ nhất là khi mình đặt giàn khoan coi như là 14.000 tấn, mình tính được ngay, tôi nói với tất cả các bạn, đảng và nhà nước mình đấy sẽ tính được những cái chuyện này, Trung Quốc sẽ ra sẽ quấy nhiễu, đúng không? Đấy, Trung Quốc sẽ ra, người ta sẽ quấy nhiễu ở cái vùng bãi tư chính này, nhưng Việt Nam mình coi như là ngoại giao với Trung Quốc ở mức độ song phương, ví dụ như là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Trung Quốc, có trưởng ban tuyên giáo của trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng cũng sang Trung Quốc, đúng là đấy là quan hệ song phương, đấy là trên cái mức độ cái công khai ấy. Còn cái chuyện bí mật như thế nào thì mình không biết, nhưng rồi là các bạn thấy không, cũng là vừa rồi là cũng có cái nhân cái dịp coi như là hội nghị bộ trưởng ngoại giao của các nước ASEAN và coi của các nước bộ trưởng ngoại giao của các nước ASEAN với lại một số nước coi như là lớn, ví dụ Mỹ, Nga, Ấn Độ, cả Úc, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, New Zealand chẳng hạn, thì mình cũng tức là mình dựa vào cái mà dư luận quốc tế để mà người ta phản đối cái vấn đề Trung Quốc hiện nay xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vâng, và vấn đề còn nữa, ví dụ như là đến đầu năm sau đấy, năm 2020 thì là Trung thì Việt Nam sẽ làm chủ tịch nhá, luân phiên của các nước ASEAN. Thì nói chung mình làm chủ tịch luân phiên của nước ASEAN thì lúc đó là mình có một cái lợi thế rất là lớn trong cái sự đồng thuận của các nước ASEAN để phản đối với Trung Quốc là coi như là xâm phạm cái quyền lãnh hải của Việt Nam. Vâng, tôi xin mời anh Đồng Thắng. Rồi, đã mời anh Đồng Thắng ạ. Và coi như là tới năm 2020 mình cũng tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Việt Nam súng phiếu bầu với 192 trên 193 nước đấy được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì nói chung là mình có một cái lợi thế trên cái trường khu vực, trên cái trường coi như quốc tế mà cao nhất là Liên Hợp Quốc, như thế là rất là tốt rồi, đúng không? Đấy, cho nên là mình mới tính toán, mình đặt cái giàn khoan 14.000 tấn, tính toán tỉ mỉ từ lúc là ví dụ Ấn Độ hoặc Tây Ban Nha, bây giờ coi như mình đưa Nga vào, Nhật vào, thì các bạn thấy không, rất hay. Và cuối cùng trong cái trường quốc tế chẳng hạn, rồi bắt đầu thắng mà ok lại đi, tôi mời lại nhá. Đang trưng tổng thắng nhá. Thì nói chung mình rồi khách từ chối, cho nên là trong những cái này tôi nói với các bạn vấn đề cái thời điểm
Đấy, mình đặt cái giàn khoan 14.000 tấn vào đây rất là hay. Mà tôi xin cam đoan với tất cả các bạn, rồi Trung Quốc sẽ rút những cái giàn khoan, cái tàu HD8 và một số tàu hải cảnh hoặc là tàu ngư chính ra khỏi cái vùng bãi Tư Chính. Cho nên là mình tính toán rất là hay, và nói chung là cái chiến thắng sẽ thuộc về mình. Thứ nhất là về suy nghĩ, với thứ hai là mình tính toán được cái nước đi của mình. Đấy. Và hiện nay coi như là nói chung là mình cũng phải tận dụng cái sự ủng hộ của tất cả một số nước có những cái mà ví dụ quyền lợi ở Biển Đông. Ví dụ như là hiện nay coi như số hàng hóa mà qua khu vực Biển Đông mỗi năm có khoảng 5.000 tỷ đô la, đúng không? Nó ảnh hưởng đến, tôi nói là giả sử ở Biển Đông có vấn đề gì, là có chiến trận, có một cái nổ súng hoặc như có một vấn đề gì, thì nói chung các bạn thấy không, Nhật Bản chẳng hạn, Nam Triều Tiên chẳng hạn, đấy thì nói chung hoặc Đài Loan, một số nước mà ví dụ là bắt buộc là anh Trung Phan anh gửi lời mời á, anh không có camera, thì nói chung là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, chứ không phải là cái chuyện này là chuyện coi như là song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái vấn đề là mình phải tính toán, nói với ba Nguyễn như thế. Cái chuyện có bồi thường hay không hay hoặc như thế nào thì nói chung mình đã làm với những người dân thì mình không biết, hiểu không? Thì chắc có khi ký hợp đồng nào đấy ở trong ở cái giữa với lại mình với lại Tây Ban Nha hoặc mình với Ấn Độ chẳng hạn, thì mình cũng có một cái số của mình, cũng lường trước được một cái số, lường trước được một cái số vấn đề nào đó. Đấy, cái chuyện có bầu bồi thường hay không thì chuyện là mình không biết. Vâng, xin mời anh chú Phạm. Rồi, mời anh chú Phạm. Vâng, xin chào anh. Chào bà Nguyên nhé. Chào, nghe rõ không? Dạ, nghe rõ nhỉ. Thế hơi là giật thì phải. Vâng, không ở bên này nghe rất rõ. Rồi, chào cả nhà trong nhà. Chào 120 người trong nhà bà Nguyên nhá. Rồi, chào các bạn. Các bạn đã vào ủng hộ bà Nguyên. Bây giờ cái chỗ Biên Đông thì mình bà Nguyên nói dài quá, chưa có ai lên. Mình lên mình lấp chỗ trống tí chứ. Mình thì không có nói, hơi yếu yếu. Nhưng mà quá nào mình nói vậy thôi. Vâng, thực tế là tôi nói chúng ta, mình là những người dân, mình đưa ra những nhận định, anh hiểu không? Và có đúng cái hiện tượng từ thực tế là mình phân tích, để cho ví dụ mình phân rồi. Tích có cái lý luận, có cái cơ sở. Đúng rồi. Để cho ví dụ trên cái mặt trận này không thể để cho bọn ba que, bọn chống cộng cực đoan, chúng nó lộng hành trên mạng xã hội, người ta coi chúng nó đỉnh lên, chúng nó bảo Việt Nam hẹn với Trung Quốc, coi như là Trung Quốc vào không mang súng ra để mà bắn nó, Trung Quốc nó đã vào nhà thì mình phải lấy dao ra để mình như thế này thế khác. Nhưng mà nói chung là trong các quan hệ quốc tế đấy, thì bây giờ tôi nói với anh Trung Phan, người ta mang những cái tàu hải cảnh và tàu ngư chính, thì tàu hải cảnh và tàu ngư chính tôi nói với các bạn là gì, là những tàu dân sự, đúng không? Thì mình sẽ đưa tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của mình cũng là tàu cái tàu dân sự để ra mình ngăn cản, đúng không? Đấy, đúng rồi. Bây giờ thì mình có ý kiến thế này, bà Nguyên nghe được cái gì? Dạ, nghe tốt đi. Bây giờ có ý kiến thì tình hình Biển Đông ấy là nó rất phức tạp và nó lâu dài. Đó, nó liên quan đến nhiều vùng, nhiều nước, nhiều đối tác. Thì mình nói với bà Nguyên nghe là tùy theo lúc, tùy theo thời điểm thì mình đấu tranh. Đấy, cái vấn đề như vậy, chứ không trụi bao que nói cứ thích là mang súng bắn này bắn. Còn vấn đề Biển Đông thì mình đã đưa ra ASEAN, mình đưa ra các hội nghị quốc tế để mình và Trung Quốc đã soạn thảo với các nước ASEAN, đã soạn thảo cái luật cái hai cái bằng cái văn bản DOC và cái gì đại loại là hai văn bản DOC và COC. Tức là bây giờ đây, tôi nói cho các bạn nhá, DOC là bộ, tức là đấy là tuyên bố ứng xử đấy của các nước ASEAN với lại đúng rồi với Trung Quốc. Cái COC đó, hai cái văn bản đó, đúng rồi, là bộ nguyên tắc ứng xử. Nguyên tắc ứng xử nhá. Đúng rồi. Bộ nguyên tắc đúng rồi. Sự ràng buộc về pháp lý nhiều hơn là cái tuyên bố. Rồi rồi. Đấy, thành như rồi. Còn là hiện nay cái COC hiện nay rất là khó khăn. Hiện nay là đang đúng đấu tranh với Trung Quốc để mà ví dụ mình giao Trung Quốc có đang trì hoãn nguyên tắc ứng xử. Vâng. Đúng rồi. Trung Quốc đã trì hoãn thì như bà Nguyên vừa phân tích rồi, hai cái văn bản này hiện nay đang rất khó khăn, các nước ASEAN vâng. và Việt Nam đang phản đàm phán Trung Quốc. Trong khi chưa đàm phán xong thì mình với các nước ASEAN thống nhất với Trung Quốc rằng
với các nước liên quan thống nhất là Trung Quốc rằng mọi việc để yên như cũ. Đấy, không đôi gây bên ra tức sự là xáo trộn, đôi bên không gây ra sự xáo trộn, không đối đầu quân sự. Đấy, cái này nó có thỏa thuận rõ ràng rồi thì mình cứ thế mình đấu tranh thôi. Chứ tại sao là một số cái dân chú quậy nó không biết gì về luật pháp quốc tế, nó cứ nhảy vào nó nói liên thiên cả. Thì mình trách nhiệm của người dân Việt Nam thì mình biết đâu mình nói đó, tức là nói để cho mấy ông ba que ông biết. Dạ, và dân tộc Việt Nam mình có những người ta chưa biết thì ta hiểu, thì khả năng anh em mình có đâu thì mình nói tới đó. Đúng rồi. Đó. Đấy, bây giờ mình đang đàm phán với Trung Quốc mà mình đang các nước ASEAN cùng với các tổ chức quốc tế đã thống nhất với Trung Quốc là hiện giờ tình hình Biển Đông ấy là các bên liên quan không manh động về mặt quân sự, tức là mọi tranh chấp đều giải quyết với nhau bằng con đường hòa bình. Đấy, đã thống nhất như vậy thì bây giờ họ đưa tàu hải cảnh đến thì mình đưa tàu ngư chính ra, đôi bên này tức là đôi bên này tức là đều ra dùng dân sự hiện trường của nhau. Wow. Đúng rồi, dân sự, nói chuyện dân sự chứ không thế là bảo là chính phủ mình thế này, chính phủ mình như kia. Rồi là cứ nó cứ đòi là hợp tác với Mỹ để kêu Mỹ Mỹ giữ hộ cho, khổ quá đấy, pin đi ra đấy. Cũng kêu Mỹ trái đấy, cuối cùng giờ quay hợp tác Trung Quốc đấy, chơi với Trung Quốc đấy. Vấn đề gì đâu, còn bây giờ thì vấn đề tôi nói với anh Trung Phan là vừa rồi ấy, pin đấy, nói chung cái nội bộ giữa tổng thống, phó tổng thống và với bộ quốc phòng nó có sự mâu thuẫn. Khi tàu HD8 vào Pipin mà không có một cái lực lượng chấp pháp nào ở Pipin ra coi như là cản trở cả, ngay kể cả tàu sân bay của Mỹ đang thăm coi như Pipin đấy thì cũng có như là Trung Quốc nó đâu có sợ gì, đúng không? Cái vấn đề nhưng đúng mà rồi. Sau cuối cùng Pipin phải nhượng bộ Trung Quốc, nói là coi như là khai thác cái kiểu gì đấy, cùng khai thác kiểu gì đấy mà chia phần trăm coi như 60-40. Tôi nói với tất cả các bạn đấy là cái mục đặc quyền kinh tế của Pipin. Đấy mà Pipin bảo đấy, tôi cho ông, tức là cái quyền của tôi. Tôi nói với các anh như thế thì qua đây mới thấy rằng là Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền lãnh hải của Việt Nam như thế nào so với Pipin và so với Malaysia. Đúng rồi. Bây giờ để nói bằng nguyên chứ Pipin hiện nay đối phó về Trung Quốc rất là bối rối. Vâng. Bộ Quốc phòng một ý, Tổng thống một ý, rồi nhân dân một ý. Rất là bối rối, nó không thống nhất từ trên dưới như Việt Nam. Vâng. Đó. Còn về Việt Nam ta thì chính sách của Việt Nam ta là vừa hợp tác vừa phát vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đúng rồi. Vừa hợp tác vừa phát triển vừa đấu tranh, chứ không thể đấu tranh mà bỏ hợp tác được. Đúng rồi. Xu thế thế giới giờ ta vậy, xu thế thế giới giờ ta vậy. Đúng rồi, xu thế thế giới giờ người ta như thế. Cho nên là Việt Nam mình tức là bằng mọi giá, tức là vừa phải bảo vệ biển đảo, vừa với cân bằng chính trị và quân sự giữa các nước lớn với các nước lớn. Đây là vấn đề là rất quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện này. Không phải là cái chuyện nữa. Không có cái chuyện là ta thích là ta làm gì làm, nếu mà đánh mà lấy được thì Trung Quốc có đánh thì nó lấy lâu rồi. Trung Quốc nó không sợ. Nó nước yếu thì pin với lại Đài Loan với buôn đây, rồi Việt Nam cũng yếu, có thể là nó đánh lấy lâu nhưng mà không đánh được, nói phải nói thôi chứ cũng không, mình cũng không đánh nó được, nó không đánh mình được. Mọi việc cứ phải từ đến đâu thì mình giải quyết vấn đề đến đó. Đúng rồi. Đấy. Mình nào sẽ cần hy nói chung sinh cần chết trên cơ sở là nói chung hòa bình anh ạ. Chứ bây giờ này, đúng rồi. Đấy, Trung Quốc dùng vấn đề dân sự thì mình dùng dân sự. Nếu mà giả sử Trung Quốc ép tàu chiến đến cái khu vực coi như là bãi tàu chiến thì mọi việc sẽ lại nâng lên một cái nấc thang mới, thì mình cũng dùng tàu chiến. Đúng rồi. Anh cũng nói không? Trung đúng Quốc rồi. Mình không nổ súng trước, Trung Quốc nổ súng trước là mình cũng ấy, đúng không? Đấy, cho nên đúng là rồi. Bây giờ hiện nay cái tình hình nó mới ở cái mức độ coi Việt Nam vẫn còn kiểm soát được. Trung Quốc mới đưa những cái tàu gọi là chấp pháp của người ta ra thôi, thì mình vẫn đưa cái tàu xuất phát của mình ra, nhưng những lực lượng quân sự của Việt Nam lúc nào cũng sẽ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sợ Trung Quốc sẽ đúng nhiều rồi. Mạng sẽ nâng lên một cái nước thang mới. Nhưng cái vấn đề hiện nay ở đây tôi nói các bạn, Trung Quốc không thể leo thang hơn được nữa đấy, vì là đúng dư rồi. Luận quốc tế còn tình hình trong nước còn rất nhiều các vấn đề. Đấy, tôi nói các bạn, có phải là chuyện đánh nhau là dễ đâu, hai ông mà thì hàng xóm với nhau coi như là nói qua nói lại sửa nhau khi còn được, đúng không? Còn vấn đề coi như là dùng nắm đấm nắm đá thì nó lại cái chuyện khác hoàn toàn. Bằng nguyên với này, bằng nguyên các bạn phải biết là Việt Nam là cố gắng rất lớn sau khi giải phóng, là đất nước ta còn nghèo vậy, nhưng đảng nhà nước ta đã nghĩ chuyện khai thác dầu rồi. Mà Việt Nam là duy nhất trên biển Đông là khai thác một năm được vài tỷ đô la trên biển. Nói là các bạn biết Trung Quốc to như vậy nhưng mà cồng kềnh chưa khai thác cái giọt dầu ở đâu. Các nước ở Đông Nam Á hiện nay mới đang thăm dò chưa thấy dầu. Malaysia các nước chưa khai mà cứ bảo dầu vậy chứ. Indo chưa nước nào lấy dầu Biển Đông được như Việt Nam. Việt Nam nhờ sự giúp đỡ hợp tác của Nga rồi là, rồi đó anh, sự cố gắng của đảng nhà nước ta.
đấy nhân thì dân ta đã khai thác khai hôm thác trước dầu với đâu, ngoài lợi nhuận ra, vâng em nói như chúng ta ngoài hôm lợi trước nhuận ra nó em vấn đang đề là nói chính với trị đó. xong một like em nói với tất cả các Chào anh Minh chị Lực. và tất cả các bạn đấy, ví dụ như đại tá Nguyễn Quý hôm đấy ông đã trả lời phỏng vấn của báo coi như là tạp chí Cộng sản, ông nói về cái chuyện là từ những năm 1988 thì mình đã coi như là đã đưa tức là đã tính đến cái chuyện đấy rồi và đã xây dựng một cái loạt cái dàn DK1 ở cái khu vực coi như là bãi Trường Chính và dọc vào đến Cà Mau ấy. Đấy là cái tính toán rất là khôn ngoan của Đảng và nhà nước mình. Còn lại đối với Trung Quốc Đúng thì mình rồi. sẽ, đến đâu mình sẽ xử lý đấy, đúng không? Bất Đúng kỳ một rồi. kẻ nào xâm lược đất nước Việt Nam thì nói chung những người dân Việt Nam, quân đội Việt Nam, Đảng, nhà nước Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam sẽ coi như là Phượng. vâng, đến cái mức Đúng độ rồi. đó. Chứ bây giờ Việt Nam như vậy là cố gắng lắm, người ta khai thác dầu ngoài, ta lấy được dầu về để làm giàu đất nước ta, khẳng định chủ quyền ta, khẳng định cái khoa học kỹ thuật, cái tiềm lực đất nước của ta chứ. Chứ giờ cái thành công ta làm được thì mấy ông ba que ông không nói, mà ông cứ đi ông ấy vùi dập, ông nói nào là như này, nào là như kia, tức là nói liên thiên đi. Nhiều khi là anh em mình lên đây phải có trách nhiệm nói cho dân mình hiểu, Vâng cho đúng. người chưa hiểu được. Một số người họ lại bảo là mình lên thì không đấu tranh với lại ba que, cứ đi nói chuyện Biển Đông, chuyện Biển Đông cũng là việc cần Cái này là đó. chúng nó hiện nay tôi nói với tất cả bạn, hiện nay cái tình hình khu vực bãi Trường Chính là tình hình nó đang nóng mà bọn chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài. Các bạn hãy cứ mở những cái đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt rồi là RFI, RFA hoặc là những cái livestream của cái bọn mà chống cộng cực đoan nó xa xả suốt ngày. Nhưng mà nói chung là bây Đúng giờ rồi. ví dụ như là mình tất nhiên mình không nói cái chuyện đài đảng nhà nước mình, những báo chí điện tử của cái đảng nhà nước mình đều có như có những văn đều có những cái bài phản biện hướng dẫn những người dân người ta, nhưng mà những người dân người ta nhiều khi người ta ít khi vào đấy những báo điện tử Đấy, những thứ người xem để bà Nguyên cho mình nói chút là cái mạng xã hội này hiện nay nhà nước cho là mạng mạng truyền thông cần thiết đấy, nó gọi là mạng truyền thông nhân dân đấy, báo chí rồi đài truyền hình rồi bộ 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 truyền thông ta đã đưa ra là như anh em đấy mình nói đây, người tôi lại là mạng truyền thông nhân dân đấy, nhà nước cho là một mạng đấy chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ điều mà ta có khả năng đâu ta nói đó, đúng rồi. ta giúp ích cho đất nước, giúp cho nhân dân ta thì hiểu rõ được cái chính sách của đảng và nước, và hay là phản bác được cái luận điệu của cái tụi bán nước, tụi chuyên ngồi ấy là nói chuyện xàm. Rồi mấy thằng cộng sản đúng, chúng ta cũng như là những người coi như muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương, thấy chưa? Chống lại cái mọi kẻ coi như xâm lăng, những kẻ nào xuyên tạc về coi tình hình đất nước đấy, thì không biết chúng tôi đây không phải là những người đảng viên, còn có phải là chúng tôi coi như tôi ủng hộ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thế thôi. Đúng rồi. Cho nên là anh em mình lên đây cũng làm chuyện phím đâu. Rồi mấy cái thằng ba que chúng mày cứ chửi đi, chửi thoải thoải mái. Chúng tao nói ở đây để cho những người Việt Nam ở bên sống bên nước ngoài người ta chưa hiểu biết, người ta hiểu biết về Đúng rồi. cái tình hình hiện nay. Cho nên là chúng ta lên đây cũng rất cần thiết, ai có ai mỗi người một ý góp vào cho bằng Nguyên, góp vào cho các trang mạng xã hội này nó thêm phong phú thêm ra, rồi mình biết đến đâu mình nói nó, còn khả năng mình không biết, mình lỡ nó sai tí thì mình cũng với các anh chị em cũng phải thông cảm. Mình tôi có học qua trường lớp ở đâu, nhất là mấy ông ba que các ông thông cảm vậy nhá. Các ông bố tôi Vâng. bưng bô ba củ cái cú chó ở đâu nói suốt ngày. Anh Minh Trung Văn hình như Chốt có cả cái cơm anh vợ. nào ấy, muốn xin lên thì là vâng anh nói một À chút rồi đi. rồi Vâng. rồi 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 thì mình xuống cho ai lên, chào bằng Nguyên, chào các bạn nhá. Vâng, em Rồi cho mình xuống, chào các nhà. vâng, em Rồi sẽ rồi cảm cáo ơn ơn bà anh Trung Nguyên. Văn, thì mỗi mình như là Rồi những cảm người ơn bà dân Nguyên. bình thường mình Đúng cách lên rồi. một cái tiếng nói nào đó mình phân tích Đúng rồi. để cho ví dụ những người dân ở bên nước ngoài và những người dân ở Việt Nam người ta chưa hiểu mấy. Vâng, em cảm ơn anh. Đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn. Rồi cho mình xuống. Lê Trọng Tình chờ chờ tí xíu nha, mình mời anh mời đây sang đi mạnh. Ở đây tôi không biết, tôi rất muốn mời những người người nào mà ví dụ lạ lạ một chút. Kể cả ở bên phía đối nghịch. Rồi đang thêm sang đi mạnh nhé. Rồi. Alo, Rồi xin chào anh. chú cũng nghe ạ. Rồi, mình nghe. Lại nói về cái vấn đề bọn ba que thì cháu nghe thông tin nghe bọn nó nói rất là buồn cười à. Bọn nó Vâng. bảo là ngoài bãi Tư Chính ấy, thì Trung Quốc cử 100 tàu chiến đến. Cháu nghe thì rất là buồn cười. Thì cháu nói với chú là Đúng. cái hạm đội hải của Trung Quốc Cắm vào chỗ điện thoại cho rõ rõ.
chưa chú? Rồi, ok rồi. Cái hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thì nó phụ trách Biển Đông thì nó chỉ có khoảng hơn chưa đến 50 tàu đâu, mà bọn Ba Que nó lên nó nói đấy, bảo là có 100 tàu chiến ở đấy. Nghe rất là buồn cười. Tàu, cái hạm đội Nam Hải Trung Quốc thì nó chỉ có 2 tàu khu trục lớp lưu đường. 2 tàu khu trục lớp lưu đường 2. 6 tàu khu trục lớp Trang Quay thôi. 8 tàu ngầm. 4 tàu hộ vệ cỡ nhỏ. 4 tàu đổ bộ. 1 tàu con y. Và 1 tàu chở quân ơn. Thế mà chúng nó kêu lên bảo có 100 tàu ở đấy. Nghe rất là buồn cười, mà ở ngoài đấy thì chỉ có rồi. Tàu cho chú chấp... một tí. Trần Xuân Tiên hôm trước thấy Trần Xuân Tiên cũng xin lên diễn đàn của tôi. Bạn không hiểu vấn đề gì, bạn với tôi lên mình tranh luận để mình coi như là tìm ra được một cái thứ. Nói chung ở diễn đàn của tôi không chửi bới, chúng tôi tranh dùng cái kiến thức của mình để tranh luận với nhau nhá. Tôi nói với Trần Xuân Tiên đấy, nếu bạn thích lên thì bạn cũng ok, tôi sẽ mời bạn lên. Rồi, xin mời cháu. Đúng rồi, bọn Ba Que có nhiều vấn đề để nói lắm, nhưng mà cho, nghe nó rất là buồn cười. Ngoài cháu nói chú ơi, xin một phút. Ngoài đấy thì chỉ có tàu chấp pháp của mình. Ngoài đấy thì có tàu chấp pháp của mình, tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển của mình ở đấy thì lúc nào cũng duy trì con số gấp 1,5 đến gấp 2 lần của Trung Quốc. Đấy thì hôm nay là tàu Hải Dương 8 đã quay lại và khoảng vài ngày nữa thì nó lại rút về căn cứ của nó ở Hải Nam. Và sẽ được thay thế bằng tàu Hải Dương địa chất số 4. Tàu Hải Dương địa chất số 4 hiện tại đang hoạt động ở Biển Đông và sắp tới sẽ... có nghĩa là sắp tới thì... có nhiều khả năng là nó tàu Hải Dương địa chất số 4 sẽ lên thay thế tàu Hải Dương địa chất số 8 quấy rối tại khu vực Bãi Tư Chính. Vũ khí mới của Trung Quốc hiện nay để tranh chấp ở Biển Đông thì là Trung Quốc bây giờ sẽ sử dụng các tàu gọi là tàu khảo sát, và đi theo nó là các tàu hải cảnh, các tàu hải giám đi hộ tống và lực lượng tân quân biển đi theo. Đúng rồi. Và kể cả là tàu kéo đó. Hôm nay thì có một tàu kéo và hai tàu hải cảnh của Trung Quốc, tàu 36303 lượng rắn đất ước 4.000 tấn và trang bị pháo hạm 76,2 ly. Phú quý rất là tối tân. Đối cái vấn đề chú nói ở đây á là cái mức độ có như quấy nhiễu nhau bằng những tàu dân sự nhá. Đúng rồi, chứ không có tàu quân sự ở đây. Đúng mà rồi. Chúng nó nói phải 100 tàu quân sự. Ở đây hoàn toàn không có, hoàn toàn vô lý. Nghe là cái khái niệm thấy... này chúng nó nhập nhằng giữa tàu quân sự và tàu dân sự, tàu ngư chính và mấy cái tàu của Trung Quốc đấy, đó là tàu dân sự. Và khi Trung Quốc đưa những tàu dân sự ra để quấy nhiễu thì mình cũng đưa tàu cảnh sát biển và tàu cái kiểm ngư của mình ra để mình coi như là ngăn cản, thế thôi. Chứ còn nếu mà người Trung Quốc đem tàu chiến ra khu vực bãi Trường Chính thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác rồi, thì mình sẽ đưa tàu chiến ra, đúng không? Đấy, đúng rồi. Còn là như Philippines năm 2012 đấy, lực lượng chấp pháp của Philippines nó rất là mỏng, nó đưa tàu phát hiện tàu cá của Trung Quốc ở khu vực đấy, nó đưa tàu quân sự ra ngoài đấy, nó xua đuổi Trung Quốc là zoom bang lên, là đưa tàu đúng. Quân sự là tàu hải cảnh. Lúc đấy lực lượng của Trung Quốc thì rõ ràng là hơn Philippines rất nhiều rồi. Nó đưa ra bao vây cái bãi cạn Caballos đấy và răng hàng rào không cho cái ngư dân của Philippines ở trong đấy chui ra. Rồi sau đấy mới nhờ đến Mỹ là hòa giải. Mỹ mới kêu Philippines với Trung Quốc là cả hai thằng cùng nhau rút. Nhưng mà Philippines nghe lời Trung Quốc thì giúp mẹ tàu về Trung Quốc được cơn chiếm nốt bãi cạn đấy. Đó. Bây giờ tất cả các nước hận chưa lớn hả? Rồi bọn Ba Sọc nó nói là bây giờ thôi, tại sao không nhờ Mỹ? Thấy chưa? Xin lỗi đi, khi nhờ Mỹ vào thì bãi Tư Chính mà không rơi vào tay ông Trung Quốc thì rơi vào tay ông Mỹ.
Đấy, cho Đúng nên là rồi. đừng có cái chuyện ảo tưởng. Thấy chưa? Mình chỉ nhờ vào cái sự quyền lợi của Mỹ để Mỹ phản đối chỉ còn được. Chứ bây giờ này, bây giờ bảo bây giờ Trung Quốc, Mỹ đưa quân vào để mà giúp Việt Nam để mà lấy lại bãi tư chính được như này thế khác. Thấy chưa? Thì nói chung là mình nói là Đúng hai rồi. con và con bèo, mình đuổi được con bèo, mình coi như đuổi con hổ ra để rước con bèo vào. Tôi nói các bạn như thế, cho nên là những Đức hùng nước lớn, cửa trước thì rước bèo cửa sau à? Đúng rồi, những nước lớn cái bãi tư chính nói đấy thì chung khả năng là dầu khí của nó rất là thực lớn, tế nó nằm trong vùng trũng Nam Côn Sơn. Đúng rồi, vùng trũng Nam Côn Sơn, cái nó là một trong cái ba vùng trũng là có tiềm năng khai thác dầu lớn nhất Biển Đông. rồi sau đó mình mời lên chương trình. Thế thì Rồi, mẹ... rất cảm ơn cháu. Nói chung là cháu hôm nay lên đấy, cháu phản biện được cái mà ví dụ là Vâng, đây cái là bọn lần Ba đầu tiên Sọc, cháu lên đấy. bọn Ba Sọc, tức là chúng nó nói là coi đưa 100 tàu chiến vào về khu vực đấy, thì cháu đã Tôi nghe nói rất là là bây buồn giờ cười. khu vực ở đây là mới đưa tàu dân sự vào thôi, còn ví dụ cái hạm đội Nam Hải nó chỉ có bao nhiêu tàu khu trục với tàu sân bay Lưu Ninh với mấy cái tàu ngầm chẳng hạn, thì cháu đưa ra một số số liệu Tàu đó tàu để tàu coi sân như bay Liêu Ninh của Trung Quốc không biên chế trong hạm đội Nam Hải. à đây à. Vâng, nó biên chế ở hạm đội Vịnh Bột Hải cơ. Rồi ok, cảm ơn cháu. Cái này chú sẽ mời coi như Trần Dân Tiên lên trước được tất cả các bạn, anh Hoàng Thế Linh Vâng, hoặc nhiều bạn Lê nhiều Trọng việc Tiên làm sẽ cho các phản biện bạn sau sao. nhé. Rồi, Vâng, chào rồi xin cảm ơn cháu. Rồi xin mời Trần Dân Tiên, lần trước đã xin lên diễn đàn thôi rồi, lần này đang mời Trần Dân Tiên. Rồi Lê Trọng Tình với anh Hoàng Thế Linh. Chờ chút, mời Trần Dân Tiên xem sẽ. Đang thêm Trần Dân Tiên. Rồi, xin chào. Không thể hở mặt ra được đúng không? Sao lên im không nói gì? Sao đã lên được rồi sao đen xì mà không nói gì? Thôi đen này cũng được. Sợ không dám hở mặt thì cũng được, nhưng mà nói chung là cũng phải có ý kiến gì đi. Rồi không nói thì xuống. Mời. Rồi xin mời Lê Trọng Tình chứ. Rồi xin chào Lê Trọng Tình. Anh Rồi bạn Bạc, nào đấy, con mẹ chúng mày chào không biết gì hết. Đấy, sang Nguyễn. chào chào cả nhà trên diễn đàn. Tiếp tục vấn đề nóng bỏng Biển Đông thì Đúng rồi. em có chút ý kiến thế này. Nói chung về về vấn đề Biển Đông đúng như anh lúc vừa anh nói là cực kỳ phức tạp vậy đấy. Còn vì sao tại sao Trung Quốc lại đem ra lại tiếp tục ra quấy nhiễu Biển Đông của mình thì phải nói thế này. Đối với Trung Quốc bây giờ và về sau nó sẽ không bao giờ từ bỏ cái Biển Đông này và nó sẽ luôn bám vào cái đường đường lưỡi bò chín đoạn đấy để ra yêu sách ra yêu sách rồi quấy nhiễu, mà mục đích của nó là muốn thâu chọn cái Biển Đông là của nó. Cái này thì nó rõ ràng là đương nhiên rồi, ngay cả trong 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 khi mà nước Trung Hoa thành lập từ năm 49 nó đã hình thành cái chính sách này rồi. Cái chính sách này là Biển Đông nó sẽ coi là một phần quan trọng của đời của Trung Quốc. Và trong suốt thời gian sau khi thành lập Trung Quốc thì nó chú tâm phát triển lục địa, kinh tế lục địa trước, khi nó đã đủ mạnh rồi, đủ lực về kinh tế, đủ lực về quốc phòng thì bắt đầu nó sẽ vươn ra Biển Đông. Cho nên là riêng vấn đề Biển Đông nó sẽ không bao giờ từ bỏ.
và các nước lân cận chung chung Biển Đông với Trung Quốc thì sẽ luôn gặp phải. Tôi nói với trên Sơn Gia Cát này, mình không phải là nói nhờ vả, mà ví dụ như chẳng hạn nha. Và nó sẽ luôn gây khó khăn cho tất cả các nước có chung Biển Đông với Trung Quốc. Nó sẽ không bao giờ từ bỏ cái Biển Đông này. Vì sao? Vì thứ nhất, Biển Đông đối với lợi ích kinh tế của Trung Quốc nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là về tài nguyên. Tài nguyên thì mình không phải nói rồi, nó là dầu khí, rồi dầu, rồi khí, năng lượng. Thứ hai là đánh cá, ngư phẩm, ngư sản. Thứ ba nữa là 3/4 lượng dầu nhập vào Trung Quốc đều phải đi qua Biển Đông. Đó là về kinh tế, về địa chính trị thì Trung Quốc coi Biển Đông, muốn Biển Đông là sân sau, là cái vùng đệm, là vùng gọi là trường thành ở phía đông nam, bảo vệ Trung Quốc, muốn biến nơi đây thành vùng sân nhà của nó để cho hải quân có thể chiếm lĩnh, thực tập rồi tung hoành, mục đích là tạo thêm lực lượng hải quân cực mạnh để vươn ra toàn thế giới. Và thứ ba là thứ tiếp là Trung Quốc coi cái Biển Đông là cái điểm khởi đầu cho con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc. Cho nên trong các văn kiện đại hội đảng của Trung Quốc được công bố thì luôn coi Biển Đông là một phần quan trọng của Trung Quốc. Kể cả năm đến năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc tại tất các diễn đàn lớn trên thế giới đã 3 lần nói thẳng luôn là cái Biển Đông là của Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ bằng mọi cách, sẽ từ từ và bằng mọi cách thu cái Biển Đông là của Trung Quốc. Nó sẽ luôn vịn vào cái đường lưỡi bò, không bao giờ rời cái lưỡi bò ra để toàn tính cái Biển Đông. Thế mục đích của Trung Quốc nó là như vậy. Còn vấn đề ứng xử của các nước có chung Biển Đông với Trung Quốc như thế nào mới là quan trọng. Đấy, Trung Quốc rất là sợ các nước đưa cái vấn đề Biển Đông ra thành vấn đề quốc tế đa phương. Nó rất là sợ, tại vì trong các diễn đàn quốc tế như vậy, vấn đề đưa ra vấn đề quốc tế như vậy thì cái thế của Trung Quốc sẽ bị yếu đi. Nó chỉ muốn đàm phán song phương với tất cả các nước có chung Biển Đông. Song phương vì sao? Vì thứ nhất là hoặc nó sẽ dùng kinh tế để o bế, hoặc là nó sẽ dùng quân sự để thôn tính. Vấn đề cái vấn đề này thì ta thấy rõ rồi, đấy là Philippines rồi đó, với mình rồi đó. Nó rất sợ đưa ra quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Còn các nước, tự thân các nước xử lý như thế nào mới là quan trọng. Khi mà Trung Quốc đã mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự, đặc biệt là hải quân, nó càng ngày nó càng phát triển hải quân, và nó đang đóng thêm một cái tàu sân bay nữa, chắc chắn là nó sẽ đưa một cái sẽ sử dụng ở Biển Đông, một cái kia nó sẽ sử dụng ở khu vực khác. Bởi vì cái Biển Đông là cái tính toán lâu dài của nó phải tính đến cái đó. Giờ quan trọng là các nước xử lý thế nào. Trên Sơn Gia Cát này, tôi nói cái vùng bãi tư chính là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng Trung Quốc người ta bảo là cái vùng đấy là nằm trong vùng lưỡi bò, tức là Trung Quốc cố tình tức là đưa cái vùng đó vào là vùng tranh chấp đấy. Nhưng Việt Nam mình không chịu, đấy là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo UNOT năm 1982 mà Trung Quốc đã ký kết vào đấy rồi đấy. Bây giờ tôi nói đúng rồi. Đúng rồi, cái đó là rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ nó ỉ vào, nó mạnh, nó lớn, nó bất chấp tất cả. Nó không quan trọng gì. Tức là nó chặn cái đường lưỡi bò của nó. Mà tôi đã nói, nó đã tuyên truyền cho những người dân Trung Quốc là bảo cái vùng biển đấy là của Trung Quốc. Tức là trong vùng
vùng coi như là cái đường đi bò chín đoạn của nó đấy. Thành cùng là vừa nãy tôi nhấn mạnh rằng nếu mà Trung Quốc rút cũng phải rút trong cái danh dự, đúng không? Vì thực tế là mình phải nói là người ta còn dân người ta nữa, đúng không? Chứ bây giờ tôi bảo ôi không không cái vùng biển đấy là tôi thua, đúng không? Giả sử nó ra một cái có cái bộ nguyên tắc ứng xử ở trên biển Đông hoặc như thế nào đấy thì nói chung là nó mới rõ ràng, đúng không? Đấy, chứ còn mình thì cái vùng đó là đúng là vùng đặc quyền kinh tế của mình rồi. Okay. Xin mời... đúng rồi. Cái bộ quy tắc ứng xử đó thì cực kỳ là khó khăn để mà ra được cái đó, tại vì nếu mà Trung Quốc không ký thì cực kỳ khó khăn. Vì sách lược của nó là thôn tính Biển Đông mà, cho nên quan trọng là các nước có chung đường biển với Trung Quốc hành xử thế nào trên Biển Đông mới là vấn đề. Tôi em bỏ qua tất cả các nước khác đi, Philippines thì không nói, đặc biệt là chỉ nói đến mình thôi này. Mình đây này, cái Biển Đông mình cũng đã cho là một cái phần cốt lõi rồi, quan trọng cốt lõi đó là không thể xa rời nữa rồi. Cho nên là anh biết đấy, từ sau giải phóng bây giờ là mình đã chú trọng vào phát triển này. Và anh chúng ta cũng đã xem cái bài của Đại tá Nguyễn Quý nói về quá trình xây dựng rồi đó. Nhưng mà điều quan trọng là cách hành xử của mình như thế nào trong từng giai đoạn, trong từng trường hợp. Như bây giờ, hiện tại cũng như cái thời gian vừa rồi, nhà nước mình xử lý rất là đẹp, rất là gọn gàng, vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, đưa cái vấn đề này ra trên tất cả các diễn đàn quốc tế. Còn ngoài thực địa, thì anh em cảnh sát biển và kiểm ngư đang đấu tranh ở ngoài đó. Tức là mình đang làm rất là mạnh, nhất quyết không rời cái giàn khoan về, tức là tùy từng thời điểm mà ta hành xử. Trước đây á, dù có hợp tác với nước ngoài đi, kể cả hợp tác với Nga đi chăng nữa, ví dụ như tàu Viking á, hợp tác với Nga thì cách đây mấy năm đi chăng nữa, khi mình ra khảo sát á, nó phá là nó vẫn phá. Nhưng cái thời điểm đó mình chấp nhận nhún nhường, tại vì thực lực của mình cái thời điểm đó là chưa đủ mạnh. Bây như bây giờ thì lại khác. Thực lực của mình nó đã khác rồi. Kinh tế nói chung là đã phát triển hơn mấy năm trước. Quân sự đã được đầu tư nhiều và uy tín của mình đã được nâng cao rất là nhiều. Rất là rõ rệt, và sắp tới là mình có giữ những vai trò quan trọng nữa. Cho nên là mình làm lần này là mình làm chắc chắn, mạnh và không chùn bước. Không chùn bước. Anh hiểu không? Mình không chùn bước thì rõ ràng là cái Trung Quốc thì nó vừa rồi nó rút cái HD08 về, nhưng mà em đã nghĩ ngay từ đầu là nó sẽ quay lại, và y rằng bây giờ nó đã quay lại rồi. Nhiều người cũng nghĩ như vậy, là chắc chắn nó sẽ quay lại. Rồi tiếp tục hành xử như thế nào mới là quan trọng. Tuyệt đối không được dẫn đến quân sự hóa Biển Đông. Đấy là nói ở mình đó. Ở mình, còn thằng Trung Quốc thì rõ ràng một điều rằng là nó sẽ khiêu khích, khiêu chiến, gây hấn để ép mình phải dùng vũ lực. Và khi mà ép mình dùng vũ lực thì đúng là học dính phải mưu của nó rồi. Nó chỉ chờ có thế thôi, là nó sẽ ý quân sự mạnh, nó sẽ đập mình ngay. Cho nên anh em ở trên biển, kiểm ngư, cảnh sát biển bây giờ là rất là kiềm chế. Chỉ đạo của nhà nước mình rất là kiềm chế. Ở ngoài đó, nhẫn nhịn. Quan trọng là nhẫn nhịn, xua đuổi bằng cái hình thức, xua đuổi là bằng hình thức các tàu chấp pháp thôi, chứ không được phép nổ súng. Dù nó gây hấn, dù nó phun nước, dù nó đâm hay gì đi chăng nữa, mình tuyệt đối không được nổ súng. Và nếu nổ súng là chết với nó. Đó là mắc mưu của nó. Đó, ngoài thực địa là như vậy. Còn trong nước, điều quan trọng nữa là phải giữ được ổn định trong nước. Phải giữ được ổn định trong nước, gây ra rối loạn trong nước, tức là gây ra làm cho đất nước mình yếu đi. Yếu đi, đúng rồi, thì lại mắc vào mưu của chúng nó. Yếu đi, cho nên các lực lượng chống phá ở trong nước của mình đó, không đơn giản là bộ phận thân Mỹ hoặc là ba que thân Mỹ đâu. Cũng có thể ngấm ngầm là lực lượng
của dấu mặt, dấu tay của Trung Quốc cho dân mình. Trên Sơn Gia Cát, đấy là mình dựa vào đấy, mình để mình đấu tranh, mình đưa ra công luận luận quốc tế để mà ví dụ những cái nước không ủng hộ người ta hiểu, để người ta ủng hộ mình và phần người ta phản đối Trung Quốc. Hiện nay là trên cái bước đường quan trong cái quan hệ ngoại giao thì mình chỉ làm cái phương pháp đó thôi. Còn cái chuyện Trung Quốc có chấp nhận hay không, cái chuyện đấy là của Trung Quốc, và hình ảnh của Trung Quốc sẽ xấu đi, mà đã xấu đi ở trên trường quốc tế rồi, thì cái vấn đề người ta cái chuyện là cái một vành đai một con đường của người ta, nói chung là ví dụ người ta khó thực hiện, mà nói chung là cũng chẳng có một nước nào mà muốn cái hình ảnh của mình xấu đi trong cái mắt bạn bè quốc tế cả. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Cho nên trong cái chuyện mà ngoại giao á, nó rất là quan trọng. Việt Nam cũng muốn giữ hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đúng không? Trung Quốc ít nhiều người ta cũng muốn giữ. Đấy, cho nên là bây giờ giả sử người ta xấu chẳng hạn, người ta đến ví dụ người ta đầu tư bất kỳ nước nào, ví dụ bên châu Phi hoặc bên Nam Mỹ chẳng hạn, đúng không? Thì nói chung ví dụ cái nước đấy người ta coi như thế nào, và nói chung có thuận lợi trong vấn đề làm ăn không? Từ vấn đề chính trị, từ vấn đề quan hệ, nó đang xen với vấn đề coi như là về kinh tế nữa. Đấy, cho tôi nói với tất cả các anh các chị là như thế. Rồi, ok, xin mời. Vâng, xác định được nhà nước mình đã xác định được rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ cái yêu sách đường lưỡi bò, nó không bao giờ từ bỏ Biển Đông. Từ cái điểm đó mà đưa ra được những chính sách đối thoại đấu tranh như thế nào, tùy từng thời điểm như thế nào, về lâu về dài cũng vậy, nó sẽ không bao giờ bỏ. Để chống được nó như thế nào, để chống được nó thì bắt buộc kinh tế trong nước phải giàu mạnh, chính trị xã hội phải ổn định, đúng không anh? Kinh tế trong nước phải giàu mạnh lên, chính trị xã hội phải ổn định, và nhờ như thế ta mới có điều kiện đầu tư ra Biển Đông, ví dụ xây dựng các đảo khang trang hơn, rộng lớn hơn đi, đầu tư phòng thủ mạnh hơn, đưa nhiều giàn khoan ra khai thác hơn, xây dựng nhiều nhà giàn hơn, xa hơn nữa là đầu tư cho các đội tàu kiểm ngư, cảnh sát biển mạnh hơn, đông hơn, đầu tư cho quốc phòng, đặc biệt là hải quân mạnh hơn. Càng mạnh lên thì Trung Quốc càng không dám manh động, và đặc biệt nữa là càng quốc tế hóa thì Trung Quốc lại càng sợ. Đấy, cho nên dù cái quy tắc ứng xử Biển Đông như thế nào, khó như thế nào, nhưng mà nhất quyết mình phải theo đuổi. Quan trọng nữa, mấy ông trong khu vực Đông Nam Á có đồng lòng hay không? Chứ 10 ông mà có một ông như Philippines hoặc là ông Campuchia là thấy bà rồi, rất là khó ra. Campuchia anh biết 80% đầu tư nước ngoài vào nó là thằng Trung Quốc. Philippines thì thấy rồi, tổng thống như vậy, đất nước nội bộ như vậy thì làm sao mạnh được. Giờ thằng Trung Quốc nó đưa cái đồng tiền ra là nó nhớ là chết bà cho nó ngay, đúng không anh? Cho nên dù thế nào đi chứ anh em mình cũng phải đấu tranh trên mạng rằng là kêu gọi nhân dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào chính sách của nhà nước, đoàn kết, tập trung vào phát triển kinh tế để cho đất nước giàu mạnh lên. Thì khi đó Trung Quốc sẽ cực kỳ khó xâm lấn Biển Đông, kể cả nó nghĩ đến cái việc mà đánh chiếm bằng quân sự đi, nó rất là khó, đúng không anh? Rồi, ok, xin cảm ơn Lê Trọng Tình hiện nay ở đây cũng rất vâng. Bạn muốn xin lên. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chào cả nhà, chào anh Bạc. Anh Hoàng Thế Linh đâu? Sau Hoàng Thế Linh sẽ mời cái Hoàng cái gì, Dân Tiên này. Anh Hoàng Thế Linh, ok đi. Rồi, có các bạn ở sau chờ tí xíu. Rồi, em mời anh Hoàng Thế Linh. Vâng, em đang mời anh Hoàng Thế Linh ạ. Rồi.
Xin chào anh Bằng, chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn nha. Chương trình hôm nay về nói về bãi tư chính rất là hay, bởi vì nó là một cái thời sự nó rất là nóng bỏng, mà từ đầu diễn đàn đến giờ thì tôi cũng vào tôi xem và tôi thấy là tất cả các cái ý kiến đóng góp thì tôi thấy là đều rất là có tình có lý, và như thế là mọi người cũng đóng góp theo cái quan điểm của riêng mình, như cá nhân của mình, nhưng mà tôi thấy là rất là có lý. Trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta phải biết rằng là cái sự kiện của bãi tư chính nó rất là nóng bỏng, mà nó diễn biến rất phức tạp, mà mọi người mà nó có thể là xảy ra những cái chuyện rất khôn lường mà chúng ta đang phải cố gắng để mà gìn giữ cái bãi tư chính. Do vậy mà chúng ta phải hiểu rằng là từ đầu đến giờ tất cả mọi người đều biết rằng đó là cái tham vọng của Trung Quốc, mà không phải ngay từ bây giờ, mà mọi người cũng, tôi cũng xin tổng kết lại để mọi người được biết trong cái chủ đề ngày hôm nay về nguyên nhân sâu xa của Trung Quốc ấy, thì ngay từ năm 1954 thì Trung Quốc cũng đã năm 49 khi Trung Quốc thành lập giải phóng đất nước xong thì họ đã có mưu đồ để xâm chiếm cái Biển Đông rồi. Do vậy mà đến năm 1954 bản thân của Trung Quốc ấy là 5 lần như thế là bán đứng Việt Nam trên các cái diễn đàn quốc tế thì mọi người cũng đều biết. Năm 1954 khi mà chúng đã cũng có sự can thiệp của Trung Quốc mà chúng ta phải rời vĩ tuyến từ vĩ tuyến 13 về lên vĩ tuyến 17 để cái vĩ tuyến tạm thời đó. Là chúng ta phải biết rằng đó là mưu đồ của Trung Quốc, tại sao lại chuyển cái vĩ tuyến 13, bởi vì cái vĩ tuyến 13 thì cái quần đảo Hoàng Sa đấy là nó sẽ nằm về phía bắc của Việt Nam. Như vậy là khi chuyển lên vĩ tuyến 17 thì là sẽ nằm về phía Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Và lúc đó là họ đã có bắt đầu bắt tay với Mỹ và một số các cái nước khác để có cái chương trình âm mưu rất lâu dài mà chúng đang thôn tính ở Việt Nam. Đấy. Thì mọi người cũng đã biết là đến năm 1974 khi lợi dụng được như thế là cái tình hình mà ở chiến tranh ở Việt Nam, và khi chúng đã bắt tay được với Mỹ thì bắt đầu là chúng thôn tính bằng quần đảo Hoàng Sa, mà như thế là không mất một cái giọt máu nào. Như vậy là chúng ta phải biết rằng là chúng rất là âm mưu của Trung Quốc. Đấy. Khi mà chúng đã năm 1975, các bạn đều biết đấy là lần thứ ba mà Trung Quốc đã âm mưu chống lại chúng ta, đó là bằng xui dục cho bọn Khmer Đỏ để cung cấp đạn dược, lương thực, rồi vũ khí, nhu yếu phẩm, và như thế là đầu tư rất mạnh cho bọn Khmer Đỏ để tập trung như thế là chống phá đất nước Campuchia và thôn tính Việt Nam bằng cách là xâm chiếm Việt Nam với chiêu đề là đòi lại như thế là một số các cái vùng đất ở Việt Nam để như thế là chúng đứng đằng sau để giải phóng cái đó. Năm 1979 nữa. Đấy, các bạn phải biết rằng là đến năm 1989 là chúng ta phải biết rằng năm 2009 thì chúng đã năm 1989 thì chúng bắt đầu là thôn tính sang quần đảo Trường Sa của chúng ta. Thế vậy thì cả một cái giai đoạn lịch sử trong 5 lần mà chúng đã như thế nào có cái âm mưu như thế thì chúng ta phải biết rằng là cả một cái giai đoạn lịch sử. Vâng, anh ấy thì em trả lời cái thằng Ba Sọc Tu Huỳnh này, tụi ở đó mà nói sản thằng thì Phạm Văn Đồng 58, tức là nó nói về tức là cái quả cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng. Tao nói mày là tao chỉ cần nói một câu như này thôi. Cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng hồi đấy viết lên, tức là gửi sang Trung Quốc, tức là công nhận cái 12 hải lý từ tính từ đảo ra. Đấy. Quả của cái vấn đề đó hồi đó Trung Quốc chỉ, tức là quốc tế đó quy định là tức là khoảng 3 hải lý thôi. Nhưng mà đây là Trung Quốc có 12 hải lý, mà cái chuyện này là đúng chính xác. Còn nó nói về một công khi một nước này bán cho một nước khác không phải vì một cái công hàm, mà phải có văn bản, phải có văn tự, hai đoàn ngồi với nhau, đúng không? Bán bao nhiêu tiền như thế nào? Chứ còn một cái công hàm mà tôi bán cho ông đấy, thì làm sao mà cái văn bản, cái công hàm đấy đâu có giá trị gì, đúng không?
đấy, nó nói mới biết đấy. Bây giờ ví dụ thằng Hồng Kông ngày xưa, ví dụ nó nhượng lại cho thằng Anh đấy, Trung Quốc nhượng lại Anh ở trong Hồng Kông 100 năm, cái triều đình Văn Thanh ấy, người ta phải có ký kết, người ta phải có như thế này thế khác, chứ có phải là mày đây là tôi là thủ tướng tôi bán cho ông rồi xong, đúng không? Cho nên là cái chuyện chúng mày nói cái gì gì do một của mấy thằng ma que chúng mày nói đó. Rồi xin mời mọi người. Bây giờ về cái chuyện công hàm của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúng ta không nói đến ở đây, mà bọn ba que sổ lá hoặc là ai chưa hiểu thì chúng ta phải biết rằng là cái đó là như thế, là theo cái thông lệ quốc tế ở đó thì ông Phạm Văn Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta trả lời rất là khôn ngoan. Thì cái này là nếu ai còn chưa hiểu thì nghiên cứu thật kỹ rồi hãng lên đây nói. Mục tiêu của các vị là mua nói rằng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng bán đứng ở Việt Nam chứ gì? Thì các vị... Tôi nói với các bạn, với anh Hoàng Thị Linh là phải có cái hai đoàn ngồi với nhau, đúng không? Sau đó nó ra một văn bản, đấy, là bán. Rồi, đấy. Do vậy mà tôi nói với anh là cái việc này chúng ta không bàn đến ở đây, mà chúng ta đang nói một cái sợi sự lóng hỏi. Thế bây giờ tiếp theo cái câu chuyện này thì chúng tôi có sâu chuỗi lại, một số các bạn đều có thể biết rằng là năm 2009 thì bắt đầu Trung Quốc công bố cái bản đồ đường 9 đoạn đấy, lên Liên Hợp Quốc và coi như là Biển Đông là của họ. Đấy. Và tiếp tục đến năm 2012 khi mà chúng lợi dụng cái việc tức là những tàu cá của Trung Quốc đã vào đảo Scarborough của Philippines đánh cá và Philippines đã trấn áp, và khi mà chúng đã lợi dụng được cái việc đó và chúng bao vây cái bãi Scarborough và cuối cùng chúng đã thôn tính được cái bãi Scarborough của Philippines mà như mọi người đã biết bằng một cái phương pháp mà không phải mất một viên đạn. Đấy. Chúng đã bao vây khống chế và không cho tất cả mọi người vào khu vực bãi Tư Chính và ngang nhiên bây giờ chúng tuyên bố là của chúng. Đấy. Và chúng ta phải biết rằng để dùng một cái phép thử đó thì Trung Quốc đã làm cái gì? Đã năm 2014 thì mọi người đều biết là chúng đã làm một cái phép thử nữa là phải tiếp tục là đi xuống phía Nam và như thế là giải quyết bằng cái giàn khoan 981 mà mọi người đều biết là chúng đã vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam. Đấy, và như thế là để làm gì? Để thử xem là với cái phản ứng của thế giới ra làm sao và phản ứng của Việt Nam ra làm sao. Thì mọi người đều biết rằng là khi mà vấp phải một cái sự mà phản đối rất kịch liệt của Việt Nam và các cái nước trên thế giới thì buộc Trung Quốc phải ngậm đắng nuốt cay, phải rút cái giàn khoan 981 ra. Thế vậy thì đến nay chúng ta phải biết rằng là các cái bước leo thang của Trung Quốc cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì đó là cái chỉ tiêu và mục đích của Trung Quốc từ khi thành lập giải phóng đất nước đến nay. Bởi vì Trung Quốc sẵn sàng sẽ phải sử dụng mọi biện pháp mà họ thấy là thích hợp, thậm chí bất chấp cả dư luận và luật pháp quốc tế để họ đạt được cái mục đích của họ. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải biết rằng khi chúng đó đã làm đủ mọi cách thì bây giờ chúng đang tiến hành một cái việc thứ hai. Chúng định là coi cái bãi Tư Chính là sẽ là một cái Scarborough thứ hai để mà chúng nó tập trung để chúng nó chiếm lại. Mà chúng ta phải biết rằng cái bãi Tư Chính ý, nó không thuần túy đó là một cái rốn dầu, mà nó còn là một cái điểm mà về mặt quân sự cực kỳ quan trọng của Biển Đông. Nếu như mà chúng chiếm được bãi Tư Chính và chúng xây dựng một căn cứ quân sự tại bãi Tư Chính thì hoàn toàn Biển Đông chúng nó được khống chế, kể cả Mỹ cũng không làm gì được chúng nó nữa. Đấy, chúng ta phải biết rằng như vậy. Do vậy mà đây là một trong những cái âm mưu mà rất là nguy hiểm của Trung Quốc nhá, để Trung Quốc tập trung làm cái việc này. Thanh Hoàng Lê này. Đấy. Thế vậy thì tôi nói với tất cả mọi người rằng đây là một cái âm mưu rất là thâm độc của Trung Quốc mà chúng tiến hành dần dần. Và chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng đã đưa cái tàu khoan thăm dò địa chất 8 này vào như thế là thềm EZ của Việt Nam đấy, thềm lục địa của Việt Nam để chúng nó tranh chấp bằng cách tức là biến cái vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp. Chúng sẽ coi là cái bãi Tư Chính là nằm trong đường chín đoạn của chúng và như thế là chúng tập trung để chúng cho rằng đó là cái mà quyền lợi của chúng phải như thế là đấu tranh để chúng nó lấy lại.
và mục mình, tiêu của mình chúng là tất cả mọi người chúng ta phải hiểu rằng là đây là một trong những cái âm mưu mà chúng đang tập trung. Vậy thì đối với lại chúng vào lần này là nó có một cái bước leo thang đặc biệt nguy hiểm ở chỗ là nó không giống như giàn khoan 981 năm 2014, bởi vì khi mà chúng chiếm được một số hòn đảo ở quần đảo Trường Sa của chúng ta, trong đó có đảo Chữ Thập ấy, thì là chúng đã xây dựng một cái căn cứ tiền đồn đồn trú để cung cấp tất cả các thiết bị nhu yếu phẩm, dầu và như thế là kể cả các cái thiết bị chiến tranh đều như thế là có thể tập trung được ở một cái tiền đồn là bãi Chữ Thập. Do vậy mà chúng ta phải xác định một điều là đây là một cái bước leo thang mới mà chúng ta phải sẵn sàng đón nhận để chúng ta tiếp tục đấu tranh mà nó sẽ ngày càng khốc liệt hơn và không bao giờ dừng lại. Đấy, chúng ta phải hiểu được cái điều đó là như vậy. Bởi vì ở đây mục đích cũng có người phân tích rằng là đây là một trong những cái biện pháp của chúng để như thế là giảm bớt cái áp lực trong nước. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một phần, bởi vì hiện tại Hồng Kông hiện tại bây giờ đang biểu tình rất là lớn, thậm chí họ chiếm cả sân bay và họ làm rất là nhiều việc, thậm chí có các nước quan ngại với lại công dân của mình đang ở đất Hồng Kông và yêu cầu như thế là Hồng Kông phải như thế là cho chở như thế là công dân mình về nước. Như vậy là chúng ta phải biết rằng tình hình Hồng Kông rất là quan ngại, nhưng mà cái đó chúng ta phải hiểu rằng Hồng Kông là đất của Trung Quốc và tất cả các mọi cái mà Trung Quốc có thể xử lý mà thế giới không làm gì được. Do vậy mà đấy là một cái vấn đề mà họ chưa tính toán đến thôi, chứ còn họ để cho đến thôi. Vậy thì họ muốn kéo dài cái việc đó ra hoặc là họ muốn giảm bớt cái áp lực ở trong nước đi thì họ có thể là họ đưa ra cái bãi tư chính để làm kéo cái dư luận thế giới tập trung vào cái việc bãi tư chính mà không tập trung vào cái việc ở Hồng Kông. Như vậy là chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là một phần thôi, chứ không phải là trong mục tiêu chính của chúng, mà tôi cho rằng đó cái mục tiêu của bãi tư chính mới là mục tiêu chính. Bởi vì khi mà bãi tư chính chiếm được thì chúng nó sẽ làm được rất nhiều việc, mà hiện nay thì tất cả mọi người đều biết là cái cảng của Campuchia ấy, là theo cái nguồn tin của Mỹ ấy, thì Campuchia đã đi đêm với lại Trung Quốc để thuê lại cái cảng của Campuchia. Như vậy là cái El Malacca là Trung Quốc nếu như mà sử dụng được cảng Campuchia thì hoàn toàn như thế là chúng đã án ngữ được cái cửa ngõ vào của Biển Đông. Như vậy là chúng ta phải biết rằng đây là một cái âm mưu cực kỳ quan trọng khi chúng dùng bằng tiền. Đấy. Thế vậy thì cái thứ hai mà chúng ta phải nghĩ đến đó là cái gì? Đó là đối với lại các nước ASEAN. Chúng ta phải biết rằng 10 nước ASEAN thì có tới 8 nước là run sợ trước Trung Quốc. Đấy. Có tới 8 nước run sợ trước Trung Quốc và họ chỉ bằng mặt chứ họ không bằng lòng. Nhưng mà họ lại không dám nói ra và họ chấp nhận những cái sự việc mà như Philippines vừa rồi, tức là người dân Philippines người ta còn no như thế là ông tổng thống ông mới bán nốt cả Philippines cho Trung Quốc. Như vậy là chúng ta phải hiểu rằng là người dân người ta rất thất vọng với một ông như thế là tổng thống của một đất nước. Như vậy là ông ta đã chấp nhận cúi đầu để cho Trung Quốc vào để làm sao về mặt chính trị Trung Quốc đã cho thế giới thấy rằng là Trung Quốc đã như thế là cùng với lại Philippines khai thác chung ở vùng biển thềm lục địa của Philippines. Vậy thì ở Việt Nam họ cho rằng cái bãi tư chính nằm trong vòng chín đoạn của họ và tôi cũng có quyền được khai thác, tôi cũng có quyền đòi và tôi cũng có quyền đấu tranh với anh, và như thế là tôi cũng có quyền khai thác. Như vậy là chúng một mục đích nữa là khi chúng không thể lấy được thì chúng cũng ép Việt Nam phải bằng được để như thế là cùng khai thác chung. Đấy, như vậy là chúng ta cái chiến dịch của nhà nước chúng ta ấy, thì chúng ta phải biết rằng là nhà nước chúng ta rất kiên quyết trong vấn đề này, bằng mọi kênh ngoại giao, bằng mọi hình thức đấu tranh để chúng ta giữ bằng được cái bãi tư chính mà không ảnh hưởng đến quốc tế và như thế nào Trung Quốc. Như vậy là chúng ta phải biết rằng là giữa hai cái này chúng ta phải
phải có một cái nhận định thật là đúng đắn và đúng mực. Đối với người dân chúng ta, phải tuyên truyền về biển đảo, tức là chúng ta phải làm sao, phải khơi dậy được cái lòng yêu nước, phải như thế là cùng với lại nhà nước, cùng với lại nhân dân, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh bằng được. Và chúng ta, đó là đất của chúng ta, một tấc đất cũng không thể dành cho để cho bất kể ai như thế là vào để xâm chiếm của chúng ta được. Do vậy mà chúng ta phải có một những cái biện pháp rất là thích đáng. Tôi cho rằng là đây là một cái biện pháp rất là khôn khéo, nhưng trong tình hình hiện nay chúng ta cũng không thể hiện được như vậy này. Hiện nay chúng lại quay lại trong bãi tư chính, nhưng mà đối với chúng ta thì bằng những cái biện pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ và đấu tranh trực diện với họ bằng mọi các biện pháp, bằng mọi kênh thông tin, thậm chí là như mọi người đã biết đấy, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đi đã gọi cả Vương Nghị ra để gặp riêng và trao đổi về cái vấn đề của Biển Đông. Như vậy là chúng ta phải biết rằng đây là một cái vấn đề mà chúng ta đã sử dụng mọi các cái thông tin đối ngoại để chúng ta đấu tranh phản biện, làm sao để cho Trung Quốc thấy rằng cái việc làm của Trung Quốc là phi pháp. Đấy. Và bởi vì Trung Quốc hiện nay họ đang cậy họ có nhiều tiền, họ đang cậy họ có công nghiệp quốc phòng mạnh, và họ trang bị rất nhiều cho quốc phòng để như thế là họ có thể là đàn áp những cái nước nhỏ. Đấy. Cho vậy mà ở đây có một số các cái thằng dân chủ quậy và một số các cái đài RFI, RFA, một số các cái đài của nước ngoài phản động, thế và một số tên chống cộng cực đoan, thì họ cho rằng là gì, họ mà cho rằng là Việt Nam yếu đuối, nếu như Việt Nam không chống được thì nên kết hợp với Mỹ, nên như thế là hợp tác với Mỹ để như thế là cùng để Mỹ bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Chuyện đó là không bao giờ có. Tôi khẳng định với tất cả các bạn ở dưới cộng đồng mạng hiện nay, chúng ta phải hiểu rằng nếu năm 74 mà không Mỹ không ngồi yên để cho Trung Quốc chiếm thì không bao giờ Trung Quốc có thể chiếm được cái quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Chúng ta phải hiểu rằng như vậy. Thì chúng ta phải biết rằng cái bãi Scarborough, nếu như Mỹ là đồng minh thân cận của Philippines mà Mỹ để cho như thế là Trung Quốc chiếm bãi Scarborough mà không nói gì, thì chúng ta phải hiểu rằng Mỹ cũng không bao giờ ủng hộ Việt Nam cái việc ở trong bãi tư chính. Chúng ta phải hiểu rằng như vậy. Để vậy thì ở đây chúng ta phải nói một điều rằng chúng ta phải tự chúng ta vượt lên, tranh thủ cái ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tranh thủ ấy bằng mọi biện pháp, và đến cái biện pháp nữa mà nếu chúng ta đấu tranh không được nữa thì chúng ta đưa ra cái quốc tế để kiện lên Liên Hợp Quốc và một số các cái trọng tài thế giới để chúng ta kiện bằng về mặt pháp lý. Ở đây tôi cho rằng là không phải là kiện củ khoai như là Philippines đâu, mà chúng ta phải có một cái cách đối sách rất là cụ thể và có bằng chứng đầy đủ để chúng ta có thể kiện họ ra tòa được, chứ không phải không. Vâng. Vâng, thế mời anh các anh khác lên, và cảm ơn mọi người. Rồi. Tôi cũng cho chúc anh một buổi tối vui vẻ. Rồi. Anh Bình Phương, anh ok lại đi. Của anh không có camera. Anh Bình Phương ok lại đi. Chờ tí xíu, cho anh Bình Phương tí xíu. Rồi. Rồi em đang nghe thêm mời anh Bình Phương. Vâng, đã kết nối anh. Vâng, em chào anh. Ơi, chào anh Bằng. Chào với các bạn với diễn đàn. À, có cái bạn khách mời mà mặc áo thun trắng hồi nãy đó, tên gì anh Bằng?
em quên tên rồi, chúng mặc áo mây ô là trước cái trước tình. trước anh Thế Linh Hoàng á, nó tóm lại mình lên mình không nói gì nhiều các bạn, mình chỉ xin đồng tình, rất rất đồng tình với cái bạn mặc áo thun trắng đó, tức là bạn nói đúng vào cái cốt lõi của vấn đề. Bây giờ thành ra mình chỉ nói các bạn này, là hôm trước nhà anh bạn tôi cũng nói rồi, tôi nói bây giờ chúng ta phải nắm cái cốt lõi đó là Trung Quốc họ đã đặt cái Biển Đông là lợi ích cốt lõi, đưa ra thông qua quốc hội đàng hoàng thì không bao giờ họ bỏ đâu. Thì mình chỉ bổ túc cho các bạn một ý bạn cứ nói hầu như rất đầy đủ rồi, gần gần đề hết rồi, mình chỉ bổ sung thôi. Tức là cái tham vọng của Trung Quốc ngoài cái chuyện là lớn á, nhỏ đó, là nó còn là cái tham vọng bá chủ toàn cầu. Bá chủ toàn cầu ngoài cái chuyện con đường tơ lụa là tất cả các cái khoản đó, thì nó còn có cái chuyện mà về chiến lược, chiến thuật. Cho nên là các bạn phải thấy rằng là khi họ đã xác định cái lợi ích cốt lõi rồi đó, thì họ phải tính đánh chiếm nó bằng cách nào. Chứ còn cái chuyện đánh chiếm thì ai cũng biết hết rồi, thì họ đã đặt vấn đề như vậy thì họ phải chiếm, nhưng mà chiếm bằng cách nào. Thì ngay từ ngày xưa tôi đã nói các bạn rồi, cái vấn đề mà cái dân quân biển đó và cái đội tàu đánh cá đó, có nhiều người là buồn cười bảo là đem cái dân quân biển để đem đi ra đánh. Không phải, hiểu như thế là hiểu sai lầm. Cái dân quân biển tức là họ muốn tạo cái sự đã rồi và cái sự hiện diện của tàu đánh cá của họ trên khắp cái vùng lưỡi bò, nó thường xuyên và nó thường trực. Và trong đó đó họ có vũ trang để nhằm mục đích để bức ép những cái tàu nhỏ bé của các cái nước lân cận, hoặc là những cái tàu mà cảnh sát biển của các cái nước mà họ không thể áp đảo một cách như là kịch liệt, đó là đuổi xua đuổi một cách quyết liệt được, bởi vì họ biết trên đó có vũ khí. Nhưng mà về mặt bên ngoài thì họ đã chấp nhận đó là tàu dân sự. Thành ra đố mấy ông tàu quân sự khác dám bắn, bắn một cái là chết với luật pháp quốc tế, chết với Trung Quốc liền lập tức. Cho nên cái chuyện họ cứ hiện diện và đến cái bãi Scarborough, các bạn thấy nó đi trước là gì? Đó là đội tàu đánh cá. Mà hiện giờ ở các cái bãi thị tứ, tất cả các cái khoảng cũng như Việt Nam mình bấy lâu nay đó, thực ra chúng ta cũng không có nói ra, nhưng mà cứ đấu tranh với nhau kịch liệt ở trên biển, nó là cái đội tàu đánh cá này cứ xua đuổi, nhưng mà thực lực của chúng ta rất yếu. Nhưng mà bây giờ vừa rồi á, là tôi bổ sung cho cái bạn đó, đó là bạn đã nói hầu như rất hay và rất cốt lõi của vấn đề. Đó là các cái biện pháp đối phó là nọ luôn, nhưng tôi chỉ xin lên tôi bổ sung đó là giành đại một, giành cái chuỗi đảo một, chuỗi đảo hai về quân sự. Tức là họ phải xong cái này rồi họ mới mong được tiến tới cái chuỗi đảo hai. Thì cái này vô quân sự thì các bạn phải biết, nó chuỗi đảo một đó là cái gì, chuỗi đảo hai nó là gì, tôi không có mở rộng. Nhưng mà chỉ nói rằng là cái tham vọng của Trung Quốc họ không hề bỏ. Cho nên trở lại vấn đề hồi nãy, tôi cũng nhất trí với anh Thế Linh Hoàng á, đây cái chuyện bãi tư chính này nó không dính líu gì, nói thẳng ra đó là nó không có dính líu gì vấn đề mà kéo sức nóng ở trong nội địa không ngoại địa gì cả. Mà ở đây tôi nói các bạn đầu gì là nó là lợi ích cốt lõi. Cho nên tại sao nó xảy ra cái bãi tư chính và một số việc lúc này, là bởi vì đó là ở bên Hàn Quốc cũng như Việt Nam, là chúng ta nhân cơ hội, anh Bằng nói lúc đầu rất chính xác, tức là họ đã nhân cái cơ hội, chúng ta nhân cơ hội chứ không phải họ. Chúng ta đã tính toán thế và lực của chúng ta trong lúc này, đặt cái mũi khoan để mà khoan thăm dò thôi. Hai cái mũi khoan này là cái thời điểm mà Trung Quốc khó mà có thể áp đảo chúng ta như năm ngoái. Như năm ngoái hồi nãy tôi cũng rất nhất trí với các bạn, hồi nãy nói rất nhiều cái rất là đi vô căn bản. Trước đây chúng ta nhân nhượng rất nhiều đó, là các bạn phải biết là cái thực lực rồi thế gì đó là một chuyện, nhưng mà phải nói thật như này, họ đã dùng biện pháp tiên lễ hậu binh, tức là dùng những cái tàu đánh cá, dùng những cái tàu dân sự để họ tranh chấp với chúng ta. Thì chúng ta chỉ còn có con đường dùng tàu dân sự tranh chấp lại, bởi vì đây là tranh chấp dân sự chứ không phải là tranh chấp quân sự, cũng như mình ở đây là luật dân sự hay là hình sự vậy đó. Thì bây giờ đây là dân sự, thì mình cái đội tàu của mình mà để mà có thể ra xịt nước, nghĩa là thực thi pháp luật đó, rất yếu. Cho nên mỗi một lần mà cùng với nhau đó, cái giàn khoan của mình đặt cái lần mà năm mà mình phải nhổ lên đó, các bạn biết là nó chơi cái chiêu là nó bao dây tất cả xung quanh cái mũi khoan, thì làm sao mà các cái tàu khác của mình mà tiếp tế cho cái mũi khoan nó không tiếp tế được. Không tiếp tế được, tức là nó chặn đến cái mức độ nó đông hơn mình đến cái mức độ như vậy. Nhưng mà lần này đó thì chúng ta chuẩn bị những cái thực lực của chúng ta nó tương đối hơn. Còn tương đối nhưng mà không có nghĩa là sẽ phải thắng, phải áp đảo gì đâu, nhưng mà đảm bảo vệ được. Điều thứ hai nữa là chọn thời điểm. Thành ra là tôi nói các bạn, chúng ta chọn thời điểm chúng ta đặt mũi khoan. Chính cái đặt mũi khoan này đó là tạo cho họ một cái chuyện là họ phải phản ứng. Bởi vì họ đã cho đó là được lợi ích cốt lõi của họ rồi. Thì bên kia Malaysia đặt, họ cũng phản ứng. Và Philippines họ cũng phản ứng. Họ phản ứng để cho các anh biết rằng, tôi nói hôm trước đó là đường lưỡi bò tôi không có buông bỏ.
Thành ra đó là nhiều anh em mình tôi thấy có sự nhầm lẫn thôi, có lẽ các bác nhầm là chúng Trung Quốc tại sao làm vào thời điểm này, không phải Trung Quốc làm mình mà làm. Chúng ta làm. Mình chúng làm. Ta làm. Đúng. Chúng ta làm và nó đối phó, nó muốn thể hiện rằng là cái sự quấy rối nó không cho chúng ta làm, và nó muốn thể hiện cái tàu khảo sát thật ra chẳng có khảo sát cái gì nhiều đâu. Nó chỉ giả vờ như vậy để chứng minh rằng là nó đang khảo sát và đây là đất cái vùng biển mà là nằm trong chủ quyền của nó. Đó, nó để thể hiện cái điều đó mà thôi. Thành ra là chúng ta phải thấy rõ ràng là Malaysia, Philippines, Việt Nam họ làm trong cái thời điểm mà chúng ta chọn thời điểm thì chúng ta có cái lợi thế thật, nhưng mà họ cũng bất chấp. Tức là thời điểm nào thì thời, kể cả hạm đội cái tàu sân bay của Mỹ nằm ở Philippines thì họ vẫn chẳng rúng động gì cả. Mà trong một thời gian ngắn các bạn thấy họ tập 3 cái tập trận. Tập trận thứ nhất là bắn đạn thật. Hôm trước bắn và quả tiễn mà chống hạm 21. Lần thứ hai họ tập là từ ngày 7 đến ngày 9 cũng trên đảo, cũng cái quần đảo Hoàng Sa của mình. Lần thứ ba là họ tập ở trong vịnh Bắc Bộ, ở trong á, gần Quảng Ninh. Giữa hai cái đường phân ranh ở vịnh Bắc Bộ thì họ tập phía bên họ, nhưng mà cũng là tập trận. Thì để chúng ta thấy rằng là Mỹ muốn chứng tỏ một cái điều là cái gì thì cái, chết cái gì thì chết, nhưng mà kết cốt lõi là không thể bỏ. Họ cũng do dân châu Á giống chúng ta thôi, thì họ cũng có một cái phương pháp gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến. Có thể họ nghe là hòa giải, họ rúng ép, họ vuốt ve, họ đủ thứ cái, nhưng mà lợi ích cốt lõi thì họ đặt cái mục tiêu là chiếm lĩnh, là chiếm đoạt. Thì mình cũng đặt cái mục tiêu là chiếm lĩnh, chiếm đoạt. Nó hai cái này đó là hai bên đều tỏ ra là điều mình mềm dẻo hết, nhưng mà cái cốt lõi thì không bên nào buông bỏ. Thì vấn đề nó sẽ gặp nhau ở một ngày nào đó, cái chuyện đó thì nó sẽ tới. Nó tới thì bằng cách nào? Chỉ có một cách đó là tôi nói với các bạn là quân sự thì chắc là khó rồi, chắc không có đâu. Nhưng mà chỉ sợ là như hồi nãy anh Thế Linh Hoạt nói rất là đúng, tức là rất là nguy cơ ở cái chỗ nhiều ông nóng nảy. Tại vì nói rằng là tàu dân sự, nhưng mà thật ra nó cũng có trang bị những cái vũ khí trên đó chứ không phải là không. Ví dụ như bạn hồi nãy nói nó là cái 76mm hoặc là này nọ, trên đó có cả những cái trực thăng bay để cái tàu trực, nó có đậu được một chiếc trực thăng. Thành ra là nói với các bạn như thế này nè, mình góp đợi vấn đề đó là lợi ích của Trung Quốc họ không có buông bỏ. Cách này hay cách khác thì họ đã làm trước đây, đội tàu đánh cá của họ đã hiện diện thường xuyên trên các cái vùng đó để thể hiện. Bạn Long Việt, bạn đừng có chơi chữ, tôi nói mình chiếm đoạt ở đây là tức là ai cũng muốn là giữ cho được đấy, chứ còn mình đừng có chữ nghĩa thì nó không thể chính xác 100% được đâu. Mình không phải là chiếm đoạt của ai, mình tức là mình cũng muốn gọi là khai thác cho được cái dầu quả ở vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nhưng mà tôi nói rằng là đó là mình nói, còn họ tất nhiên họ là phi nghĩa, họ đặt ra cái đường chính đoạn, nhưng mà họ cũng cho rằng là đó là lợi ích cốt lõi của họ, và họ cũng muốn thực hiện cái điều đó cho được. Thì đôi bên đều muốn thực hiện cái điều và cốt lõi của họ hết. Cho nên mình nói là mình bảo là bạn dùng, tôi nói cái từ chiếm đoạt thì bạn bảo là cũng như mình đi chiếm của ai, thì cái đấy thì bạn hơi chấp nhất về từ ngữ quá nha. Tôi nói là ý đăng là chúng ta đang muốn là thực hiện cái quyền lợi cốt lõi của chúng ta là như thế. Nhưng mà nhân đây tôi cũng nói với các bạn nè, không có cái việc mà đánh chiếm, xài cái từ đánh chiếm thì nghe nó hơi phi lý, là bởi vì thế này, cái bãi đó hiện giờ chúng ta đang là đóng quân trên các cái nhà giàn chứ không phải là cái gì hết. Còn cái việc mà bãi tư chính và cái vùng trũng Nam Công Sơn này đó, nó là một cái vùng để chúng ta là khai thác tài nguyên. Cho nên nếu như mà chúng ta khai thác được tài nguyên ở trên đó, biển đánh cá vân vân, thì là chúng ta đã thắng lợi. Bởi vì thật ra chúng ta đâu có ra ở ngoài đó đâu, nó chỉ là vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của mình mà thôi. Mình chỉ là thực hiện được cái đó thì mình thắng. Mà nếu Trung Quốc thực hiện được cái đó, Trung Quốc thắng, thì tôi nói các bạn là cái việc mà bạn hồi nãy bạn đó nói đó là tôi rất rất ok. Tức là các cái phương pháp mà cơ bản của nhà nước mình đã vạch ra từ lâu rồi, cái chuyện mà để làm sao giữ vững thì tôi chắc khỏi nói mất thời gian, tôi cho bổ sung cho các bạn. Cái việc mà cái đảo của anh Thế Linh Hoàng anh nói về vấn đề cái cảng Campuchia thì anh Thế Linh Hoàng có lẽ nhầm. Cái đấy là chỉ tin trên báo chí thôi anh Thế Linh Hoàng. Đúng rồi. Nó chưa nhưng chưa mà, có cái gì cả. Vâng, hay trong cái đoạn này em cũng kỳ rồi đó. Cũng đã tìm hiểu rồi. Kỳ rồi, kỳ rồi đó anh. Bên đó. Tại vì chúng ta phải biết như thế này nè, cái việc đó là Mỹ nó tung cái tin đó ra cũng rất là có ý đồ rất lớn chứ không phải cái chuyện bình thường. Tức là họ có thể họ đánh hủy cái uy tín của ông Hun Sen để làm sao?
để mà cho cái thế lực mà đối lập á, tới đây nó sẽ thế lực đối lập nào đó trong cái cuộc bầu cử tới. Bởi vì là nếu anh chấp nhận anh làm cái việc đó thì là anh vi phạm hiến pháp của Campuchia. Hiến pháp Campuchia, bởi vì hiến pháp Campuchia không cho phép cái điều đó. Đó, thành ra đó là kỳ rồi. Trung Campuchia thì họ cũng rất sợ đụng chạm với Việt Nam và rất ngại Việt Nam nghi ngờ. Cho nên họ đã mời cái ông lãnh sự quán của chúng ta tại ở cảng Sihanoukville vào căn cứ. Đi theo đó là có cả một cái phái đoàn của phóng viên quốc tế để mà quay mà xem. Họ công khai quá. Đấy, các anh nhìn đi. Thế nào là quân sự, thế nào là cho Trung Quốc. Họ để họ chứng minh là họ trong trắng. Cái việc đó là một cái sự nghe là tin vịt. Thế là nói để các bạn đừng có hoang mang cái đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chủ quan, bởi vì Trung Quốc cạnh bên cạnh đó đó, họ thuê một cái đặc khu kinh tế rất là lớn, và trong đó nó họ có xây một cái đường băng mà có thể một sân bay rất là đáp lớn. mọi cái loại máy bay mà coi như hiện đại nhất của Trung Quốc. Thì như vậy á, thì khi mà có chiến tranh xảy ra hay có một cái việc gì đó, họ biến từ cái dân sự đó sang cái quân sự trong cách thời gian cấp tốc đó, mà họ có thể bay, có thể đáp xuống đó, và cái chuyện đó nó rất dễ dàng. Còn thường ngày thì họ cứ bảo là kinh tế thôi, thì cái chuyện đó nó biến tướng như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà nói cái căn cứ Prem đó đó, thì cái đó ở đó tôi biết, tôi có đi ngoài vùng bên đó. Thì là kỳ rồi chúng ta đã đến, thẳng ra không có cái gì nghe các bạn. Thành ra cái chuyện đó mình tạm dẹp cái đó là đó đi, nó không có nghiêm trọng đến mức gì đâu. Còn riêng ở cái bãi tư chính đó, thì tôi nói các bạn cái quan điểm bây giờ mình đi vô công việc cụ thể là nó như thế này. Bây giờ là tiếp tục thì chúng ta kiên quyết bảo vệ, còn họ cũng kiên quyết phá, kiên quyết thể hiện rằng là tôi không có nhân nhượng cái quyền lợi này. Đó, mục đích họ gây khó khăn cho chúng ta đến giờ phút cuối cùng để chứng minh cho mình thấy rằng cái quyết tâm tôi không buông bỏ cái đường lưỡi bò để chi. Rồi là vài bữa thì chúng ta cũng phải rút, họ cũng phải rút, như anh Bằng nói nãy là cái đó là anh có kinh nghiệm cái việc mà biển động tới đây thì họ rút ta rút, rồi xong ấy chuẩn bị để mà răng đe với nhau rồi đi vòng ngoài gì đó. Chứ còn đến cái chuyện mà khi khai thác thật đó các bạn, là cả một cái vấn đề rất là khủng khiếp, phải triển khai kịch liệt, mà nếu nó phá đó không phải dễ mà khai thác. Tại vì là nó ảnh hưởng đến an ninh, và nó tàu bè nó mà nó ép cái kiểu đó thì là rất là khó khai thác, cho nên cũng không có đơn giản. Nhưng mà tại sao Trung Quốc làm quyết liệt trong cái điều kiện này thì như các bạn biết rồi đó, tại nó ác cái ông Philippines này đó là khốn nạn. Mà Philippines á ép bao nhiêu thì các bạn mới nói với mấy ông bao que là tội của các ông Mỹ này càng nặng là sao đó, thì các bạn khác nói hết rồi, tôi không nhắc lại cái chuyện cái bãi Scarborough, cái chuyện hiệp ước liên minh quân sự, trong khi tàu của các anh ràng ràng đang nằm trong cảng, tàu sân bay nằm đó. Đúng. Trung Quốc đem chẳng những một mà hai đó, qua để mà khảo sát trước mỗi anh khách có 8 người, thì các anh làm gì? Chính vì cái chỗ các anh quá nhu nhược. Tôi có hợp đồng mà đồng minh quân sự với anh, tôi có nghĩa là mà một cái hiệp ước như thế mà quốc tế thì đã xử tôi thắng kiện như thế, mà Trung Quốc nó làm. Thì nói anh Bình Phương, viên ngoại nói gì, cộng sản làm cái đéo gì cũng phải sang báo cáo tàu, báo cáo cái gì à? Có mà chúng mày mẹ coi như là làm tay sai cho Mỹ, Mỹ bảo cái gì thì bảo Mỹ bỏ là toi á. Cộng sản báo cáo tàu cái gì, đúng không? Cái việc liên quan đến tàu thì mình phải coi như là nói chuyện với tàu, chứ không liên quan đến tàu thì tội quái phải báo cáo với tàu. Mẹ, chúng mày làm tay sai cho Mỹ, chúng mày quen rồi, thấy chưa? Thôi xin mời anh Bình Phương. Thì bây giờ mình nói tiếp cái chỗ đó là các bạn thấy là chính vì vậy mà cái ông tổng thống Duterte này đó, cái ông tổng thống trước thì kiên quyết, nhưng mà khi ông này lên, ông thấy cái tình hình của Mỹ mà làm mất cái bãi cạn Scarborough của ông, do ông quá tin tưởng vào Mỹ như thế, thế hệ trước, thì ông mới đi mới chuyển tâm. Và cuối cùng là cái lý do mà họ chấp nhận cái chuyện mà khai thác mà chia 60-40 này đó, thì là phải nói thật là một sự nhục nhã. Và tôi nói với các bạn thêm một cái điều nữa như thế này, tới đây là ông Duterte ông sẽ đi qua bên Trung Quốc. Ông đi qua bên Trung Quốc á, thì là bây giờ Philippines họ đang lo ngại, nhưng các bạn phải nhìn thấy, có thể cái này tôi suy đoán thôi, theo cái kinh nghiệm quốc tế rồi mình suy đoán là như thế này, tức là chính trường Philippines có thể có đảo chính. Nếu như ông Duterte đi lần này á mà có những cái quyết sách mà không được ổn á, thì là một là cái quốc hội nó đưa ra cái luận tội tổng thống. Nếu anh quyết định Nguyễn Quang Dũng này, chúng tôi không lo lắng, chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào cái kế sách của Đảng nhà nước mình,
Chúng tôi nói ở đây là nói cho những người dân người ta không hiểu biết, mà những bà con ở bên hải ngoại người ta không hiểu biết cái vấn đề nó ở chỗ đấy. Chứ còn bản thân tôi chẳng lo lắng cái gì cả. Cái chuyện này đảng nhà nước mình rất là khôn ngoan trong cái vụ việc ở cái khu vực Bãi Tư Chính này. Nhưng vấn đề chúng tôi là một vấn đề, nhưng còn rất nhiều người dân người ta chưa hiểu biết nữa. Mà người ta, ví dụ người ta nghe theo cái sự tuyên truyền của bọn ba que ở bên kia, thì các bạn thấy thấy thế nào, bạn Nguyễn Quang Dũng? Đấy, tôi trả lời bạn Nguyễn Quang Dũng. Rồi, xin mời anh Bình Vượng. À, anh biết là cái khả năng á là Mỹ nó vào, có thể là không phải vì ủng hộ cái chuyện gì đâu, mà là có thể là anh ủng hộ một cái lực lượng nào đó của Philippines, thí dụ như ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phó Tổng thống của Philippines. Cho nên đấy là mà những cái lực lượng đó có thể răng đe ông Duterte là tiến thêm những cái bước mà lớn hơn đối với Trung Quốc. Đó là cái chuyện, nếu như tôi nghĩ là nếu ông Duterte mà thỏa thuận nhiều qua cái này mà có những cái đi vào mà tôi gọi là pháp lý đó, những cái văn bản pháp lý cụ thể, cái trước giờ chỉ mới có thỏa thuận miệng với nhau, thống nhất miệng với nhau thôi. Rồi bây giờ nếu như mà đi vào những văn bản pháp lý mà nó có hại cho Philippines lớn như vậy á, và Mỹ nó thấy rằng là cái việc này sẽ mở đường cho cái chuyện là Trung Quốc không đứng chân á, thì xin lỗi, nó bật đèn xanh. Anh Bình Phương, anh trả lời bạn Bang Vũ cái câu này cho em. Tức anh Bằng cho em hỏi, như anh nói sẽ không có trường hợp nổ súng giữa hai bên mà sẽ giải quyết trong con đường ngoại giao và đối thoại song phương. Vậy có thể giải quyết theo hướng cùng nhau khai thác như Philippines không anh? Tôi nói anh giải thích. Ok, đấy tôi anh ok, anh Bằng Vũ hỏi cái đó là đúng ý tôi rồi, tại vì tôi đang định nói để đi hướng tới cái điều đó. Đấy. Tức là mình nói cái Philippines cho xong đi, nếu như mà Philippines nó không khéo là sẽ có đảo chính, hoặc là đảo chính một kiểu cung đình, cái kiểu như là quốc hội nó luận tội tổng thống, nó trước phế. À, thì cái chuyện đó là cái chuyện không có đơn giản. Chứ bây giờ là Trung Quốc á, thì anh nói cái đó rất đúng ý tôi rồi đó. Tức là có một cái việc mà thỏa thuận mà chịu họ rúng ép đến cái mức cái nước sở tại phải chấp nhận mà khai thác, cùng khai thác. Đó, cùng khai thác này nó rất nhục nhã các bạn. Cùng khai thác là sao? Mà đây thì ông Duterte ông mới ý nói ý của Trung Quốc ấy, nếu mà khu vực quan trị chính đúng ý của Trung Quốc là cùng khai thác. Đúng rồi. Vâng. Trung Quốc là chỉ cần như thế thôi, đúng chỉ rồi. Cần như thế thôi. À, là rồi sau đó đó là anh khẳng định một cách khéo léo rằng là anh, nếu anh không chấp nhận đường lưỡi bò tôi thì tại sao anh lại cái chuyện mà chấp nhận cùng khai thác, mà cùng khai thác rồi là họ đứng chân rồi họ đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng mà mình nói ở cái ý nghĩa chỗ này, ông Duterte đó ông bảo rằng là khai thác cùng chia, nhưng mà chúng ta 60%, đồng thời chúng ta cấp giấy phép, có nghĩa rằng là chủ quyền của chúng ta. Ủa, nếu mà ngược lại thì người ta nghĩ ngược lại, thì Trung Quốc nó bảo rằng là đường lưỡi bò là của tao, và tao chấp nhận cho mày cùng làm trên đó là mày phải nộp cho tao 40%, có nghĩa là cũng như đất tô á, thuế đất, thuế tao cho mày làm thì tao thu, như là bà mà ông mấy ông địa chủ ở dưới mình mà cho thuế đất. À, làm ruộng xong rồi tới tháng là đi ra đồng lúa đất thế thôi, thì như vậy thì là chủ quyền của ai? Cho nên đó là Việt Nam thì tôi tin chắc rằng là chắc không bao giờ đồng ý cái điều đó, chắc chắn. Nhưng mà Trung Quốc thì họ ép cái điều đó, ép trăm phương nghìn kế, ép từ kinh tế chung lớn, dỗ ngon dỗ ngọt, kể cả răng đe quân sự tất cả các thứ, để rồi nhằm mục đích đó là chúng ta ok cái cầu thôi, thì hai bên cùng khai thác, giữ hữu nghị hòa bình đó, theo cái con đường của Philippines. Và nó đã có cái tiền đề, nó ác của Philippines này, nó ác nhiều thứ lắm đó, nó làm cái tiền đề mà Trung Quốc đã làm được một nước thì họ lại cảm thấy có thành công, họ càng nghĩa là mở mang, họ càng cảm thấy có lý, thì càng tập trung vào lấn tới để rồi đi đến chúng ta. Còn trên thực địa đó, tôi nói các bạn nè, cái cách đấu tranh với nhau sao để các bạn hình dung. Quân sự thì không bên nào dám sử dụng quân sự đâu, tôi nói nhắc lại lần nữa, trong tình thế này nó chỉ có gì thôi, ngày xưa tàu bè của chúng ta rất ít, cho nên chúng ta buộc ra là bị nó bao vây hoài, uy hiếp hoài đó, mình làm không được, quấy rối làm không được. Còn bây giờ chúng ta cái thực lực chúng ta nó mạnh lên rồi, tàu bè chúng ta nó tương đối đông rồi, thì bây giờ các bạn biết nếu chúng ta định đặt thì phải lập tức chuẩn bị từ trước đó, những cái tàu bè chúng ta ra từ trước hoặc là bảo vệ từ trước, để chi, để cho ngăn chặn từ xa hoặc không cho họ tiếp cận giống như ngày xưa nữa. Còn họ thì bằng mọi giá tung nhiều tàu để mà tiếp cận, thì trận đánh đây là mình đã nói trận đánh gọi là các cái tàu dân sự đó, ủi hút phun nước phá rối với nhau này đó, và một bên là bảo vệ đó, là bên nào thành công hơn thì bên đó thắng. Còn nếu mà không kiềm chế được mà nổ súng, đó là cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Còn nếu như chúng ta thua
Tôi nói các bạn đừng nghĩ chúng ta thắng không nha, các bạn phải chủ tính cái tinh thần trước mình. Tôi không có thích nói mà để cho anh em nghĩa là lên đồng rồi là mà khi mà sự thật ra thì nó không có hay, bởi vì thực lực chúng ta nó có một cái giới hạn. Về lâu về dài thì các bạn nói hết rồi, các cái biện pháp quốc tế rồi thời điểm rồi kêu gọi gì đủ thứ, cái đó thôi tôi không có nói nữa mất thời gian. Nhưng mà tôi nói ở cái chỗ là nếu như trên thực địa đó là sẽ phải quần với nhau như vậy, cái đó là cái cách cuối cùng dân sự thôi. Nếu mình bảo vệ được thì mình là khai thử có giàu không, mới về mới tính toán rằng là trữ lượng đó là làm có lời không có lời gì đó là làm thiệt. Làm thiệt thì phải chuẩn bị công phu lắm, và chắc cũng có lẽ là cũng phải chọn cái thời điểm nào đó để mà chúng ta tiến hành cho nó thích hợp, như cái thời điểm này chẳng hạn, đó nó thuận lợi về mặt quốc tế. Nhưng mà giả sử như họ vẫn vì lợi ích cốt lõi họ kiên quyết họ làm, thì là nếu chúng ta thất thủ, tôi nói thất thủ ở đây ở chỗ là mình mất, mình không có làm được, tức là không có khai thác được như ý thôi, đó là gọi là thất thủ nghe các bạn. Chứ đừng có nghĩ rằng nó đánh chiếm, ở đây không có đánh chiếm gì cả, cứ dùng nước dùng biển đó là không có bên nào mà đánh chiếm gì hết á, mà là mình không khai thác được là mình thất thủ. Tại vì nó trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Còn nếu như họ đó kỳ rồi đó, như Giàn Khoan 981 họ bảo là của họ và họ đắt, chúng ta thì ra phá rối, chúng ta cản và cuối cùng họ cũng không làm được thì chúng ta thắng. Cái đó thắng với bại nó nằm ở cái nghĩa như vậy mà thôi. Đó thì tôi nói các bạn, còn nếu như cuối cùng là chúng ta sẽ còn cái biện pháp kiện, thì không phải là tôi nói các bạn là cái kiện này đó là chỉ là một trong những biện pháp góp phần vào, chứ nó không có ý nghĩa lớn. Là bởi vì cái đường lưỡi bò đó, nó kiện thì chúng ta kiện cái gì? Chúng ta kiện là chúng tôi kiện Trung Quốc đã xâm phạm và không cho chúng tôi khai thác dùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, mình chỉ kiện, chứ mình không nói dính gì tới đường lưỡi bò hết á. Đến khi xử mà kiện thì kiện như vậy thì cái tòa án luật biển nó mới xử. Còn nếu như tôi nói trước các bạn rồi đó, các cái thực thể đảo đá mà phải kiện thì phải có hai bên cùng ký. Nhưng mà là cái này nó là dùng kiện theo cái luật UNCLOS 82 thì là không cần Trung Quốc phải ký, mình đi kiện giống như Philippines, mình đi kiện là cái vùng đặc quyền kinh tế của mình, chỉ nói vậy thôi. Đó là không có dính gì tới đường lưỡi bò. Còn khi đi ra xét xử, nếu Trung Quốc có dự, Trung Quốc sẽ bảo là đường lưỡi bò, thì lúc đó người ta mới nói đường lưỡi bò của anh là không có ý nghĩa, vô hiệu. Hoặc là họ không cần Trung Quốc đi qua thì người ta cũng tuyên là đường lưỡi bò vô hiệu, đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Việt Nam nghĩa là hoàn toàn đúng. Thì đó là thêm một cái tính pháp lý để chúng ta lấy cái điều đó kêu gọi quốc tế hỗ trợ chúng ta, nó mạnh dạng hơn đó, nó mạnh dạng hơn ở cái bãi tư chính này, nó gọi là nó hỗ trợ. Chứ tôi nói thật các bạn, nếu mà nói ý nghĩa lớn lắm thì không lớn lắm đâu, tại vì là Philippines đã kiện rồi, đường lưỡi bò đã bị bác rồi. Nhưng mà để hỗ trợ thêm thì chúng ta cũng làm thêm cái việc đó. Còn nếu các bạn mong rằng chúng ta đem quân ra nghĩa là để đánh hay với nhau với Trung Quốc thì chắc không có đâu. Mình không có làm cái chuyện đó đâu, và Trung Quốc cũng không làm chuyện đó đâu lúc này. Đôi bên đều không dùng quân sự. Và biện pháp dân sự là biện pháp đánh chắc cuối cùng. Và tất cả các bạn này, cái biện pháp quân sự là biện pháp cuối cùng. Đấy, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị cái phương án coi như xấu nhất. Thế thôi, nhưng mà trong phán đoán của mình thì nói chung những cái chuyện mà dùng biện pháp quân sự là không có. Dạ, cái quân sự hôm trước tôi nói rồi đó anh, bằng cái quân sự á, thật ra mình chuẩn bị một cái thực lực rất đáng gờm. Và nhiều người cũng cho là tôi nói không đúng đường lối chính sách của đảng, là chúng ta đã chuẩn bị ba bước cái gì các bạn ơi. Chuẩn bị thì ai không biết, là đảng và nhà nước mình đương nhiên là phải chuẩn bị rồi. Chuẩn bị ba bước luôn. Bước thứ nhất á, là tôi biết bạn đã nói cái gì, là như vừa rồi. Bước thứ hai là họ sẽ đem cả cái giàn khoan của họ ra, họ đặt đó. Bước thứ ba nữa, bước thứ hai là họ làm như thế. Bước thứ ba là họ đem cả cái giàn khoan ra để họ đặt, chứ không phải là đùa đâu. Và đảng chúng ta còn tính tới cái bước là nếu Trung Quốc sau khi chúng ta mũi giàn khoan, họ lại đặt giàn khoan, họ đem ra thì chúng ta làm gì? Quan trọng là gì? Bây giờ mình nó cũng bảo vệ, mình cũng phá rối, nó đi như một cái chiêu như nhau. Và đôi bên đều là dĩ bất biến ứng vạn biến. Nhưng mà bất biến này khi nó đụng với nhau, giữa hai cái bất biến này đó, mà làm bộ làm tịch gì, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải tới cái đường cốt lõi này mà thôi. Thì lúc đó đó là sẽ thắng ai thì cái chuyện đó phải nói là rất gian nan và rất khó khăn, không có đùa một chút nào hết. Thì cái này mình nói các bạn đã kêu gọi rồi, tôi khỏi kêu gọi lại nữa. Nói chung là chúng ta nên lắng nghe, nên xem coi động thái của chính phủ sao, mình chấp hành theo những cái gì có lợi cho tổ quốc mình nói, đừng có tuyên truyền ẩu. Cho thật ra cái tin mà tàu nó vô đó, cách đây mấy ngày tôi có cái coi cái bản đồ Marine Tracker đó, là tôi đã thấy rồi, nhưng mà thấy báo chí mình cũng không có nói, tôi không dám nói. Vâng, bây giờ không dám nói được. Bây giờ hiện nay báo chí mình đã nói rồi. Dạ thì cái đó, nhưng mà bởi vì mình mà có cái này tôi không biết góp ý với nhà nước như thế nào, bởi vì bây giờ cái
cái vấn đề mà cái thông tin ở trên trên truyền thông anh Bằng, là cái đó là một cái phương pháp theo dõi hàng hải của quốc tế. Thành ra nhiều khi mấy cái ông phản động ông cũng bám chặt cái đó lắm. Thành ra ông lại biết, ông lại biết là có cái tàu đó, số máy đó nó đang vào đó như thế. Nhưng mà nếu chúng ta lại tuyên truyền bảo là không có đâu á, thì nó phản tuyên truyền. Cho nên cái việc tôi nghĩ rằng là nếu nó vào thì cứ nói nó vào để nhân dân biết, chứ không có cần thiết phải là như thế đâu. Đó là nó mất hay đi. Bởi vì có nhiều cái thông tin đó là mình cũng không có thể che được quốc tế, cũng không che được dư luận đâu. Mấy cái tàu đó nó, mình anh em nào mà có nghiệp vụ chút xíu vô gõ là nó ra ngay. Cái bản đồ Marine Tracking đó thì là ra được hết cái các cái hạm mà nó có cái số hiệu trên đó luôn, để mình biết là tàu nào đang ở đâu đang đi bao nhiêu chiếc. Chỉ sợ nó ra đó là nó chơi cái màn, nó tắt cái tọa độ, nó tắt cái định vị vệ tinh anh Bằng, thì nó chơi mánh rất mánh, nhiều khi nó điều tàu ra nhưng mà nó tắt hết để mình không có theo dõi được. Đó là cái nguy hiểm. Rồi thôi tôi lên tôi góp thêm với các bạn, nhưng mà tôi rất thích cái bạn mà mặc áo thun. Tôi không biết bạn đó tên gì. Cảm ơn các anh các bạn, mình bổ sung không biết có thiếu gì nữa thì các bạn bổ sung thêm. Một đêm coi như là ngon giấc thôi, cũng chương trình ở đến đây cũng chấm dứt. Hẹn các bạn vào thứ 6. Vâng, xin chúc các bạn một đêm ngon giấc, chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc vui vẻ. Xin tạm biệt tất cả các bạn.